anh chị mà đang xem livestream trực tiếp ạ. Thật sự là hôm nay là một ngày cuối tuần cũng như là đầu lễ ngày 2 tháng 9. Có rất là nhiều anh chị ở ngoài kia và chúng ta đang có rất là nhiều những cái lý do, những cái cuộc vui chơi, gặp gỡ với người thân, gia đình và bạn bè. Và thật sự rất là cảm ơn các anh chị đã dành cái thời gian quý báu của mình, thay vì mình ở bên gia đình, người thân, bạn bè của mình, thì mình đã dành thời gian để có mặt ở đây ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về cách để chiến thắng trong thị trường nghìn tỷ. Với sự góp mặt chia sẻ của hai chuyên gia tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay, đó là anh Leo Cường và anh Phạm Mô Hải. Và tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng dành cho hai anh một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, và trước khi mà chúng ta bắt đầu á, thì em xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng xem một cái đoạn phóng sự ngắn về cái thị trường tài chính nói chung của chúng ta một chút ạ. Vâng, các anh hỗ trợ video. Bước này thích hợp với nhiều người, đó là trở thành nhà giao dịch cá nhân hay còn gọi là trader trong thị trường chứng khoán, ngoại hối. Đây là nghề nghiệp rất linh động về thời gian, không gian, và tất cả các hoạt động giao dịch đều có thể thực hiện trên ứng dụng điện thoại vào bất cứ lúc nào. Vậy đâu là cơ hội và đầu tư như thế nào để mang lại hiệu quả trong khởi nghiệp? Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần chia sẻ của anh Đặng Thái Cường ngay sau đây. Lời đầu tiên xin cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của chương trình. Thưa anh, là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo về tài chính và đầu tư, thì anh có nhận định như thế nào về lĩnh vực này trong năm 2019? Xin cảm ơn Huỳnh Trang, cũng như là rất vui được tham dự chương trình. Thì trên quan điểm của Leo Cường thì là một doanh nhân đã đào tạo về tài chính trong lĩnh vực này cũng khá nhiều năm. Và ngoài ra thì trong thời gian qua thì Leo cũng đã tham dự rất là nhiều những chương trình đào tạo ở các quốc gia khác, ở các nước Đông Nam Á như là ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Malaysia và Singapore. Thì một cái điểm chung mình nhận thấy là tất cả những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và ở châu Á nói chung thì họ rất quan tâm lĩnh vực tài chính. Và mình nghĩ năm 2019 sẽ không ngoại lệ. Riêng ví dụ như là Business Insider thì họ đưa ra một cái bài báo, một thống kê rằng là năm 2019 này sẽ là cái thị trường bùng nổ lớn nhất của lĩnh vực tài chính tại Đông Nam Á. Thì đối với cá nhân của Leo Cường nghĩ rằng thì lĩnh vực tài chính là một lĩnh vực mà nó luôn luôn là một lĩnh vực tiên phong, dù trong bất kỳ những thời điểm nào, trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Đây là lĩnh vực mà có các ý kiến cho rằng là nó sẽ khó để tiếp cận, bởi vì khi mà tiếp cận nó sẽ đòi hỏi cao về chuyên môn. Vậy thì quan điểm của anh như thế nào? Một vài năm gần đây thôi thì nó đã có một cái sự chuyển biến ngoạn mục. Thì cái điều này nó diễn ra một phần là nhờ sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Ngày hôm nay ví dụ chúng ta có một cái điện thoại thông minh, smartphone thôi, thì chúng ta có thể là làm tất cả những cái việc liên quan đến tài chính, ví dụ như là vay tiền ngân hàng, ví dụ như là thanh toán điện tử, thậm chí những cái việc khó giống như trước đây mà chúng ta phải đến sở giao dịch chứng khoán chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể giao dịch về chứng khoán hay là về ngoại hối chỉ bằng cái chiếc điện thoại của mình. Vậy theo anh thì cái người đầu tiên khi mà tham gia vào cái lĩnh vực này họ cần chuẩn bị những gì ạ? Theo cá nhân của Leo thì đối với một người mới vào tham gia vào lĩnh vực tài chính thì cái điều quan trọng nhất để mà họ có thể chuẩn bị cái nền tảng được gọi là chỉ số thông minh về tài chính, Financial Intelligence Quotient, hay mình gọi tắt là FIQ. Leo lấy một cái ví dụ là trước đây là Leo có theo dõi một cái bản tin, thì ngay cả những người nội trợ tại Nhật Bản thì những bà nội trợ thì vừa làm việc nhà vừa ở nhà trông con, nhưng mà mỗi ngày những bà nội trợ đó chỉ dành ra 1-2 tiếng đồng hồ họ tham gia tìm hiểu về thị trường ngoại hối chứng khoán, rồi họ cũng tham gia giao dịch trên những thị trường này, và họ được gọi, được mệnh danh là những quý bà Watanabe. Thì có những người phụ nữ họ có thu nhập lên tới 12.000 đô một tháng từ thị trường ngoại hối Forex mà chỉ việc ở nhà thôi. Thưa anh, lĩnh vực đầu tư tài chính là một lĩnh vực rất là rộng. Vậy theo anh thì có cái cơ hội nào tiềm năng và phù hợp cho những người mới tham gia? Với cá nhân của tôi thì thấy rằng là có một cái lĩnh vực mà bất kỳ ai nếu như mà họ có khát khao, họ có mong muốn, họ cũng có thể là học hỏi và có thể là từng bước để mà có thêm được cái thu nhập từ lĩnh vực này. Đó là việc trở thành một nhà giao dịch trong thị trường Forex và ngoại hối. Thì trong thời gian vừa qua tôi thấy rất là nhiều những bạn trẻ, rồi ngay cả những bà nội trợ, rồi những người mà đang làm công việc khác, họ thành công trong cái lĩnh vực này. Và một cái cơ hội nghề nghiệp thứ hai trong lĩnh vực tài chính Forex thì hiện nay nó có một lĩnh vực kinh doanh mới ra đời. Và lĩnh vực này thì đang trở thành một cái xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính. Nó được gọi là trở thành một đối tác nhường quyền kinh doanh tài chính hiện đại, hay mình còn gọi là Finance Franchise. Họ làm cái vai trò là một cái cầu nối để kết nối những nhà doanh cá nhân.
hỗ trợ, tư vấn và đào tạo cho những nhà doanh cá nhân để mà giúp cho họ có thể tham gia vào trong thị trường tài chính một cách dễ dàng hơn. Vậy thì đối với những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này thì theo anh thì họ cần lưu ý những điều gì ạ? Thì cái việc mà lựa chọn một ekip tốt sẽ giúp cho những người mới tham gia họ được một cái sự dìu dắt, hỗ trợ, và họ cũng không có bị những cái khó khăn hay vướng mắc nào, bởi vì họ có thể học hỏi được từ trải nghiệm của những người đi trước. Thì theo tôi, cái yếu tố về lựa chọn một cái đội ngũ hỗ trợ là một yếu tố quan trọng nhất. Từ cá nhân của anh đi, là người cũng đã có nhiều kinh nghiệm về đầu tư rồi, cũng có nhiều cơ hội để làm việc với lại những đối tác nước ngoài, thì kinh nghiệm từ anh thì anh có chia sẻ như thế nào trong lĩnh vực này đối với lại các bạn trẻ muốn tham gia? Cái lời khuyên là họ nên tìm được những cái tổ chức nào thực sự uy tín ngoài thị trường, rồi họ tìm cho mình những cái người hỗ trợ, những người thầy, những người dẫn dắt cho họ. Thì đối với Tipla thì chúng tôi liên tục có những chương trình đào tạo, ví dụ như là làm chủ cuộc chơi tài chính, rồi kế hoạch tài chính toàn diện. Thì cái mong muốn của chúng tôi là tổ chức ra những khóa học này nhằm giúp định hướng, hỗ trợ cho những bạn trẻ hay bất cứ ai mà họ có mong muốn tham gia lĩnh vực tài chính, thì họ có thể tìm một cái tổ chức uy tín, họ tìm được những người hỗ trợ tuyệt vời để đồng hành cùng với họ trên cái con đường mà thành công trên lĩnh vực tài chính đầu tư. Dạ, xin cảm ơn anh về buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, và xin mời tất cả các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho cái đoạn phóng sự ngắn của chúng ta đi ạ. Và phần tiếp theo của chúng ta thì chắc chắn là các anh chị cũng là phần mà các anh chị mong chờ nhất, đó là sự chia sẻ của hai chuyên gia của chúng ta ở đây. Và trước khi mà chúng ta nói kỹ hơn về thị trường tài chính thì em xin phép hỏi hai anh một chút xíu là cơ duyên nào đưa hai anh đến với thị trường nghìn tỷ như thế này ạ? Xin chào tất cả các chị và các bạn. Cái cơ duyên mà đưa FOMO đến với thị trường nghìn tỷ á, thì cách đây cũng là 7-8 năm thì cũng là một cái chàng trai mà mình luôn khát khao là làm sao chúng ta phải khẳng định được mình, đó là cái đầu tiên, đúng không? Cái thứ hai đó là làm thế nào để chúng ta có thể có được cái nguồn thu nhập, có thể là lo cho chính bản thân mình, đó là trước tiên, sau đó thì người nhà và những người xung quanh mình. Thì trong tất cả những cái lĩnh vực đầu tư thì một trong những lĩnh vực mà FOMO yêu thích và tâm đắc nhất đó là thị trường đầu tư về tài chính. Nổi bật trong đó thì nó có nhiều thị trường khác nhau, như là đầu tư về vàng, kim cương, dầu và một trong những thị trường mà FOMO lựa chọn đó là thị trường về ngoại hối, forex, và thị trường về chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán nước ngoài. Thì khi mà mình càng tiếp cận với nó thì FOMO cần thấy nhận thấy rằng chúng ta cần phải có những cái kiến thức về lĩnh vực đầu tư này, và khi chúng ta có những kiến thức như vậy thì chúng ta sẽ biết cách như thế nào đó để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn. Và khi thiếu kiến thức thì FOMO bắt đầu đi học, học trong nước và ngoài nước. Thì cũng nhờ một cái cơ duyên thì FOMO gặp được một trong những cái người thầy. Đến hiện tại thì FOMO vẫn là mang ơn người thầy này, người thầy lớn của mình. Thì thầy đã giúp cho FOMO định hướng được về những cái kỹ năng, về những cái phương pháp, về những ổn định lại cái kiến thức. Và bên cạnh đó thì còn dạy cho FOMO nhiều thứ để có thể hoàn thiện mình hơn nữa. Và cũng chính nhờ cái lời khuyên của người thầy này là khi em bắt đầu em có những cái kết quả tốt hơn thì hãy đi chia sẻ lại để giúp cho càng nhiều người đó giúp cho càng nhiều người có kết quả tốt hơn. Và từ đó đến đây thì FOMO bắt đầu là đi chia sẻ cho tất cả những anh chị nhà đầu tư nhiều hơn, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thị trường đầu tư nó như thế nào, đúng không ạ? Và nó có một điều tuyệt vời rằng là khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ, nó giống như một người bạn thân chúng ta. Và khi chúng ta có một người bạn thân, chúng ta có thể chia sẻ với người bạn chúng ta nhiều, thì tất nhiên là người bạn chúng ta sẽ chia sẻ lại bằng cách sẽ cho chúng ta những cái tín hiệu giao dịch tốt để chúng ta có thể có lợi nhuận. Bằng cách này đó thì FOMO tin rằng đây cũng là những cái mà FOMO sẽ chia sẻ sâu hơn trong những cái livestream giống như mày, hoặc là những cái buổi offline của F-Team. Đầu tiên thì Liêu Cường gửi lời hỏi thăm, lời chào tất cả các anh chị đang ngồi trong buổi offline ngày hôm nay, và cũng như là tất cả các anh chị trên livestream. Thì cảm ơn các anh chị, thay vì buổi lễ mình dành thời gian cho gia đình hoặc là mình đi chơi đó, thì các anh chị chúng ta dành thời gian để tham dự trong buổi offline này. Thì cũng như là anh FOMO Hải vừa chia sẻ đó các anh chị,
Thì cái việc mà đến với thị trường tài chính á, đối với mọi người chúng ta thì nó là một cái cơ duyên các anh chị ha. Bởi vì có rất là nhiều người á, họ chưa tham gia hoặc chưa từng nghe đến lĩnh vực này. Và ở Việt Nam chúng ta thì đây cũng là một cái lĩnh vực mà nó còn tương đối là xa lạ. Thì Liêu Cường có một cái may mắn á, là khi mà tôi đi qua nhiều quốc gia khác, một là để đi du lịch, hai là công tác các anh chị. Thì khi mà nói đến lĩnh vực tài chính thì hầu như là người ta cảm thấy rất là quen thuộc. Ngay cả như những bà nội trợ hay là giống như là cả những bạn trẻ, bạn sinh viên thì người ta hiểu về lĩnh vực tài chính rất là nhiều. Mà cụ thể là người ta biết về Forex là gì, người ta hiểu về chứng khoán là gì. Và vừa rồi các anh chị xem một cái đoạn phỏng vấn mà Leo thực hiện với lại là VTC1 á. Thì ở Nhật Bản, ngay cả những bà nội trợ các anh chị thì người ta vẫn dành mỗi ngày một tiếng đồng hồ để người ta giao dịch trong thị trường chứng khoán và Forex. Và họ được mệnh danh là những quý bà, những trader kimono trader các anh chị ha. Và họ kiếm được thu nhập lên tới 12.000 đô một tháng. Các anh chị thấy là nó rất là phổ biến các anh chị. Thì ở Việt Nam chúng ta cái ngành này còn xa lạ. Và đối với Liêu Cường thì có một cái cơ duyên. Bởi vì trước đây thì tôi xuất thân trong lĩnh vực về bán lẻ với lại là về công nghệ các anh chị. Cụ thể là trong lĩnh vực về thương mại điện tử. Và cái quá trình mà Liêu Cường làm cái những công việc đó thì bị cảm nhận một cái điều là cái quá trình để chúng ta tạo ra cái quy trình tạo ra tiền, tạo lợi nhuận nó quá dài đi. Bởi vì ví dụ như trong những lĩnh vực kinh doanh về truyền thống đó, thì các anh chị chúng ta phải đầu tư hàng hóa. Chúng ta muốn có tiền chúng ta phải bỏ vốn à, đúng không ạ? Rồi bỏ vốn xong chúng ta phải đầu tư hàng hóa. Đầu tư hàng hóa thì chúng ta phải lưu kho, chúng ta phải marketing, chúng ta phải nỗ lực dùng rất là nhiều kênh phân phối bán hàng. Thì qua những cái kênh như vậy thì chi phí nó cứ bị đội lên. Và cuối cùng khi mà cái sản phẩm đến tay khách hàng á, thì cái lợi nhuận còn lại rất là ít. Thành ra là một cái quy trình á, là tiền, rồi hàng, rồi tiền. Thì trong cái quá trình mà hàng á, là cái nơi mà người ta gãy nhiều nhất, các anh chị gãy nhiều nhất. Tức là nhiều doanh nghiệp họ mới mở ra thì họ không chịu được cái áp lực để mà duy trì cái việc mà tạo ra sản sinh ra lợi nhuận. Thì hầu như là bị thất thoát chi phí ở chỗ đó. Thì bản thân Leo cũng như vậy, cách đây 7 năm các anh chị, khi mà tôi làm trong lĩnh vực thương mại điện tử thì các anh chị biết là thị trường nó cực kỳ gay gắt và thị trường nó cạnh tranh rất là lớn. Thậm chí là ngay cả như những ông lớn như bây giờ, các anh chị thấy là những kênh thương mại điện tử lớn họ vẫn chưa có lợi nhuận. Thì trong quá trình đó thì Liêu Cường cũng gặp nhiều cái sự khó khăn trong quá trình mà kinh doanh và khởi nghiệp á. Thì lúc đó tôi phải đi tìm một cái hướng khác. Và cũng rất là may mắn, cũng giống như anh Pha Mô Hải, là trong bất kỳ lĩnh vực nào á, nếu như mà chúng ta muốn tham gia thì chúng ta phải có những vị minh sư để mà dẫn đường. Thì Leo cũng may mắn gặp được những người thầy là những người đã có kinh nghiệm rất là lâu năm, có thể lên tới 15-20 năm trong lĩnh vực về tài chính chứng khoán. Và bắt đầu là những người thầy mới dẫn dắt cho Leo vào trong lĩnh vực này. Và khi mà mới biết lĩnh vực này thì tôi rất là thích các anh chị. Bởi vì là nó tiết kiệm được rất là nhiều những cái quy trình để tạo ra tiền. Bởi vì trong tài chính chúng ta chỉ có tiền, sau khi tiền thì đầu tư thì nó đẻ ra tiền. Tức là tiền ra tiền nó rất là nhanh, nó bỏ đi cực cái khâu hàng hóa ở giữa các anh chị ha. Rất là tiện lợi. Và người ta nói rằng là nếu như mà muốn kiếm tiền á, thì mình phải đi đến nơi có nhiều tiền. Ví dụ như mình muốn câu cá thì mình phải đến sông, mình phải đến hồ. Không ai câu cá đó mà đi đến lên núi hay là lên mấy đỉnh như Phan Xi Phan để mà câu cá được, đúng không? Thành ra là đó là cái lý do mà khi mà Leo tiếp cận được cái lĩnh vực này thì rất là đam mê, rất là thích. Nhưng mà thời gian đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn các anh chị. Bởi vì là giống như tất cả các anh chị đây thì rất là những chị chúng ta đang ở một lĩnh vực khác. Thì chúng ta đến với tài chính thì chúng ta là một tay ngang. Và khi chúng ta thấy những con số, rồi chúng ta đọc những cái báo cáo, những chỉ số thì chúng ta thấy nó rất là nhức đầu. Đó thì chắc chắn các anh chị cũng gặp cái tình trạng đó. Nhưng mà các anh chị có một cái bí mật trong ngành tài chính á, là như anh Famo nói là có đôi khi nó rất là đơn giản các anh chị, nhưng mà mình bị hoa mắt, mình bị che mờ bởi rất là nhiều những cái thông tin bị gọi là đội lên, những thông tin được tô vẽ thêm để làm chi, để cho cái ngành này nó trở nên nó phức tạp các anh chị ha. Thay vì nó rất là đơn giản ai cũng tham gia được thì nó bị tô vẽ bởi những cái cụm từ, những cái ngôn từ nó nghe nó có vẻ nó khó quá. Tỷ giá hối đoái, rồi dư nợ giảm dần, rồi những cái ngôn từ của trong tài chính ngân hàng các anh chị đọc rất là nhức đầu. Thì mình bị che mờ bởi những cái ngôn từ đó, nhưng mình không nhìn vào bản chất của thị trường tài chính, nó rất là đơn giản. Thì một lát ở đây các anh chị chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về trong thị trường tài chính. Và khi các anh chị biết nó rồi á, thì các anh chị giống như là một đứa bé nó chưa biết đi xe đạp, nó sẽ thấy là đi xe đạp rất là khó, leo lên thì mất thăng bằng thì lại té xuống. Nhưng mà khi mà đã biết đạp xe đạp rồi thì rất là dễ, các anh chị cứ leo lên là đi đến nơi thôi. Thì tài chính nó cũng như vậy. Thì đối với câu chuyện của Leo, của anh Famo khi tham gia thị trường này đó, thì tôi nghĩ là đây là một cái minh chứng sống các anh chị, rất là rõ ràng cái quá trình mà một người cũng chưa biết gì như các anh chị từ một cái ngành khác chuyển sang
tham gia vào thị trường tài chính và từng bước như thế nào để đạt được cái hiệu quả, có một chút những cái thành công khiêm tốn trong cái ngành này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ về cái chủ đề này. Và cũng gửi đến những bạn đang tham gia live stream á, là nếu như chúng ta đang tham gia thì chúng ta nên hãy share, hãy like, hãy share cái live stream này cho về tường, cho bạn bè của mình, để mà họ cũng có một cái duyên, họ khám phá được, họ khám phá được về lĩnh vực tài chính các anh chị. Bởi vì những kiến thức này nó rất quan trọng các anh chị. Nó được gọi là thông minh tài chính các anh chị ha. Không chỉ ứng dụng trong việc đầu tư, việc kinh doanh, mà bất kỳ trong lĩnh vực nào, ngành nghề nào. Leo lấy ví dụ như là mình nói về chữ khái niệm về thông minh tài chính đó các anh chị. Nó không chỉ trong giao dịch chứng khoán Forex, mà nó quản lý, ứng dụng trong quản lý tài chính cá nhân. Ví dụ chúng ta biết là làm thế nào để chúng ta quản lý tiền của mình, chúng ta đầu tư cho nó đúng, chúng ta chi tiêu cho nó hợp lý, thì đó cũng gọi là thông minh tài chính các anh chị ha. Và tôi lấy ví dụ nếu như mà những người nông dân đi, họ biết nhiều hơn về tài chính đó các anh chị. Họ biết là nếu như trồng cái cây nào thì là cây ngắn hạn, rồi phải đầu tư làm sao để có một cái trái cây nó dài hạn, rồi những cái loại trái cây nào mà cái giá trị nó ổn định trên thị trường, nó không dễ bị mất giá, nó không có đi theo phong trào, thì họ vận dụng những kiến thức đó, họ giúp ích cho công việc của họ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có những cái tình trạng là chúng ta phải cứu đu đủ, rồi cứu măng cụt, rồi cứu sầu riêng, vân vân các anh chị ha. Tức là cái lĩnh vực này áp dụng cho mọi người, mọi đối tượng, mọi khía cạnh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái chủ đề rất hấp dẫn này. Và Leo cũng như Famo sẽ có một khoảng thời gian chia sẻ từ những điều nó căn bản nhất cho đến là nâng cao hơn. Và ngoài ra thì sẽ chia sẻ thêm về phương pháp giao dịch tên là Price Action trong chương trình hôm nay, dành cho những anh chị nào chúng ta đang quan tâm đến cái cách thức chúng ta kiếm được lợi nhuận trên thị trường này. Và sau đó thì chúng ta sẽ demo để chúng ta giao dịch trực tiếp một vài lệnh thôi, để các anh chị chúng ta biết được cái cách chúng ta tham gia thị trường như thế nào. Thì anh chị nào chúng ta thấy những cái kiến thức ngày hôm nay nó thú vị đó, thì chúng ta comment xuống dưới, hoặc là chúng ta like, hoặc chúng ta share cái live stream này các anh chị ha. Rồi, một lần nữa là cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian quý giá ngày hôm nay. Cho chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn nè. Dạ vâng, rất là cảm ơn sự chia sẻ của hai anh, những cái cơ duyên mà rất là đặc biệt. Và thật sự là ở đây có rất là nhiều những anh chị, chúng ta cũng mỗi người đang có một cái ngành nghề, đang theo đuổi một cái ngành nghề riêng cho mình, và chúng ta cũng đang tìm hiểu thêm về một cái cơ hội về đầu tư tài chính. Như anh Leo mới vừa có chia sẻ đó, là làm sao đúng là chúng ta tiền để ra tiền, chúng ta sẽ giảm thiểu một cái khâu ở giữa, đó là hàng, đúng không ạ? Và anh FOMO cũng có chia sẻ một cái điều mà em rất là tâm đắc, đó là người thầy dẫn dắt. Làm sao mà để chúng ta thành công thì chúng ta phải tìm đúng một người thầy, có một cái đội nhóm, một ekip thực sự là tuyệt vời để mà dẫn dắt chúng ta trên con đường mà chúng ta chuẩn bị đi sắp tới, đúng không ạ? Và vậy thì em cũng rất là tò mò là hiện nay trên thị trường tài chính mà để tiền đẻ ra tiền á, thực sự nó có rất là nhiều những cái kênh để đầu tư. Thì cụ thể với cái thời điểm hiện tại này thì cái kênh nào đang là cái tốt nhất theo hai anh ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì theo riêng bản thân FOMO nhận định thì trước đến giờ cũng như là có thể là sau này các anh chị, thì thị trường về giao dịch về Forex và về chứng khoán thì vẫn luôn là một trong những cái thị trường ổn định và tốt nhất đến hiện tại. Chúng ta sẽ không tính đến những cái thị trường mà nó có những cái nhịp giao dịch nó hơi biến động, như thị trường vàng, thị trường dầu hoặc là kim cương, hoặc là như là một số như thị trường coin, đúng không ạ? Tại vì các anh chị khi mà chúng ta tìm hiểu trên, có thể tìm hiểu trên Google, thì riêng thị trường Forex và thị trường chứng khoán thì nó đã tồn tại rất là lâu rồi, hàng chục năm rồi, đúng không ạ? Và có nhiều người hỏi rằng là khi riêng thị trường Forex hoặc là thị trường chứng khoán thì lúc nào là đến cái thời điểm là nó suy vong, nó không còn tồn tại nữa. Thì riêng bản thân nói, bản thân FOMO nhận định rằng nếu như thị trường về Forex là một thị trường giao dịch giữa các cặp tiền tệ với nhau, và để đến lúc mà thị trường Forex không tồn tại thì các nước họ không còn xài tiền nữa, đúng không? Họ có thể họ sử dụng những cái gì đó để họ trao đổi với nhau. Nhiều khi FOMO hay nói vui rằng có thể là chúng ta lại trở về là lấy gạo thóc rồi đổi với nhau, chúng ta không sử dụng tiền nữa, thì lúc này thị trường về ngoại hối nó không còn tồn tại. Thì đó cũng là một lý do thì FOMO tin rằng thị trường như là Forex và chứng khoán nó sẽ còn luôn hot và luôn tồn tại rất là lâu. Đây cũng là một lý do mà trong rất là nhiều lĩnh vực thì riêng bản thân FOMO vẫn yêu thích, đặc biệt yêu thích nhất là hai thị trường này.
Cảm ơn những kiến thức anh Phạm Mô chia sẻ. Thì bây giờ mình chia sẻ một chút xíu các anh chị về những cái kênh đầu tư tài chính. Thì khi mà chúng ta nói về cái chữ tài chính đó các anh chị, thì đây là một cái lĩnh vực rất là rộng, đúng không ạ? Rất là rộng. Và hầu như là cũng có nhiều bên ngoài thị trường đó các anh chị, cũng có nhiều người họ nói là họ đang làm tài chính hay là họ đang kinh doanh cho công ty tài chính. Nhưng mà nó cũng không hẳn là như vậy. Và cũng có nhiều cái thông tin nó trái chiều khác nhau. Thì tài chính nó là cái gì? Thì ở đây thì tôi nói trước là về một số những cái kênh đầu tư tài chính phổ biến hiện nay mà các anh chị chúng ta có thể tìm hiểu, và cũng như Leo sẽ phân tích một chút xíu về ưu và nhược điểm của các kênh đầu tư này. Thì đầu tiên các anh chị, nếu như mà nói về công cụ tài chính hay kênh đầu tư tài chính thì chúng ta cũng có thể kể đầu tiên là bất động sản. Nó vẫn là một kênh đầu tư tài chính, mặc dù nó gọi là bất động sản thì nó là đất, là nhà, vân vân. Nhưng mà nó vẫn được xem là một công cụ tài chính, bởi vì nó có thể giúp cho các anh chị đầu tư và mình kiếm tiền được. Và cái kiếm tiền của các anh chị nó sẽ tùy theo những cái khoảng thời gian các anh chị chọn lựa. Ví dụ như là các anh chị chúng ta, nếu chúng ta mua giữ trong vài năm chúng ta bán thì nó gọi là đầu cơ các anh chị ha, để tạo ra một dòng tiền lớn trong tương lai. Nhưng mà nếu như các anh chị chúng ta mua rồi chúng ta sang tay ngay sau một vài tháng, sau một năm thì nó là chúng ta đầu tư lướt sóng. Thì đây vẫn là được xem là một cái công cụ tài chính và cũng được rất là nhiều những tài phiệt về tài chính họ yêu thích. Hầu như lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực mà tạo ra rất là nhiều tỷ phú và triệu phú trong thời xưa các anh chị ha. Từ những thời xưa thì đây là cái lĩnh vực gọi là kinh điển này. Ví dụ như ông Donald Trump cũng là một người giàu lên nhờ bất động sản các anh chị. Thì cái lợi ích của kênh bất động sản là gì? Thứ nhất là nó không có cần nhiều cái kiến thức để chúng ta tham gia. Người nào thì chúng ta cũng có thể chúng ta mua bán, thực hiện những cái giao dịch bất động sản rất là dễ dàng. Và thứ hai là chúng ta có thể cái bất động sản đó các anh chị giữ nó giống như một cái tài sản của mình vậy. Và nó là một cái hàng rào để các anh chị chống lạm phát. Lấy ví dụ nếu như mà mỗi năm thì cái đồng tiền nó bị mất giá 10% đi. Nhưng nếu như các anh chị đầu tư vào một cái nhà hay một cái đất thì cái số tiền, cái tiền nó cũng tăng lên tương ứng. Ví dụ như là một cái nhà 1 tỷ, sau một năm thì nó lên 1 tỷ 2 hay 1 tỷ rưỡi thì nó cũng bằng hoặc hơn cái việc mà đồng tiền các anh chị mất giá. Thì nó được xem như là một cái hàng rào chống lạm phát. Và bất động sản nếu như mà đúng như là một cái đang là một cái rơi vào một cái trào lưu hay một cái xu hướng đó thì giá sẽ tăng lên rất là nhiều, nó gọi là sốt đất các anh chị ha, thì lợi nhuận có thể gấp 2 lần 3 lần rất là nhiều các anh chị. Và đó là một cái kênh đầu tư lợi nhuận lớn. Và ngoài ra đó thì các anh chị có thể tận dụng được đòn bẩy tài chính của ngân hàng chẳng hạn, thì nó là một cái yếu tố quan trọng để những nhà đầu tư họ có thể là họ mượn cái vốn của người khác họ tham gia kinh doanh đầu tư. Nhưng mà ngược lại các anh chị, bất động sản thì nó cũng có những cái nhược điểm lớn. Đầu tiên các anh chị phải có một cái dòng tiền vốn lớn để các anh chị đầu tư. Và nếu như chúng ta chưa có trong túi mình vài tỷ thì chúng ta cũng chưa khoan nghĩ đến đầu tư bất động sản. Bởi vì nếu vay ngân hàng để đầu tư thì nó rất rủi ro các anh chị ha. Tiếp theo đó thì một cái yếu điểm của thị trường bất động sản đó là tính thanh khoản của nó hơi yếu. Ví dụ chúng ta vừa mua một cái nhà to, ví dụ như khoảng tầm 4-5 tỷ đi, thì để tìm một cái người bán thì nó cũng khá là vất vả, khá là lâu các anh chị. Chưa kể nó như cái nhà này đang vướng vào tranh chấp, rồi nó đang vướng vào những yếu tố về pháp lý đi, thì các anh chị cũng khó mà bán ra được trong thời gian ngắn. Khi chúng ta cần tiền mặt ngay thì chúng ta sẽ không có sử dụng được cái dòng tiền từ bất động sản ngay lập tức. Và ngoài ra thì thị trường này vốn là nó hơi thiếu cái sự minh bạch ở cái chỗ là nó có thể bị làm giá, có thể bị tung tin đồn giả, có thể bị thổi giá lên, thì chúng ta không biết chính xác được cái giá trị thực của nó như thế nào các anh chị. Cũng như là với bất động sản, nếu chúng ta cứ vay ngân hàng thì nó tạo ra những cái khoản nợ xấu, những cái nợ mà nó cứ âm vào. Thì nếu là một nhà đầu tư thông minh thì chúng ta phải càng ngày chúng ta càng loại bỏ đi những cái nợ xấu để mà chúng ta tạo ra một cái dòng tiền nó bền vững và chúng ta có lợi nhuận từ nó. Thì đây là một cái kênh mà đối với Leo Cường thì tôi xem nó như là một cái kênh đầu cơ nhiều hơn. Tức là thay vì bỏ số tiền trong ngân hàng không làm gì thì đồng tiền của mình nó cũng bị mất giá, nó cũng bị lạm phát. Và cái lợi nhuận lãi suất của ngân hàng chưa chắc đã vượt qua được cái giá lạm phát của đồng tiền. Thì tôi xem đây là giống như một kênh mình giữ tài sản các anh chị ha. Rồi một cái kênh thứ hai mà khi chúng ta tham gia thị trường tài chính thì chúng ta có thể tham gia vào thị trường Forex, giống như anh Phạm Mô Hải nói. Và nếu như anh chị nào mình chưa tìm hiểu về thị trường Forex, còn gọi là thị trường ngoại hối, thì chính chúng ta đang là những người tham gia trong thị trường này mà chúng ta không biết. Thị trường ngoại hối là thị trường mà nó dựa trên sự chênh lệch tỷ giá của các đồng tiền các anh chị. Và nó là được gọi là ngoại hối các anh chị ha. Thì ví dụ như anh Phạm Mô, anh đi du lịch sang Nhật Bản đi, anh đi rồi sang Nhật Bản thì anh phải đổi tiền Việt Nam sang tiền Nhật để anh tiêu xài. Và khi anh từ Nhật anh về Việt Nam thì anh phải đổi lại tiền Việt Nam sang tiền Nhật. Thì trong quá trình anh mua bán giữa hai đồng tiền đó thì anh đang tham gia vào thị trường ngoại hối mà anh không hề hay biết.
Rồi tiếp theo những đối tượng là những công ty lớn, những công ty xuất nhập khẩu, họ cũng đang tham gia trong thị trường này. Và những ai mà họ tham gia giao dịch đó, thì đó được gọi là những nhà đầu cơ hay là những trader cá nhân. Họ tham gia kiếm tiền trên thị trường này dựa trên sự biến động của tỷ giá. Thì đây là một cái thị trường mà có thể nói là cũng rất là hấp dẫn, và nó đã có một cái lịch sử rất là lâu năm rồi, và cũng rất nhiều người thành công từ nó. Nhưng mà ngược lại các anh chị, ở thị trường Forex ấy, thì nó có những cái cũng có những cái yếu điểm. Tức là Forex thì nó có một cái lợi thế là nó cho chúng ta được đòn bẩy cao. Có thể là một số những cái sàn giao dịch cho chúng ta đòn bẩy từ 1 lên tới 1.000 lần. Giả sử các anh chị đầu tư 100 đô nhưng mà các anh chị có thể giao dịch với cái khối lượng nó gấp 1.000 lần của cái số tiền 100 đô đó. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng rất là rủi ro nếu như các anh chị không kiểm soát được cái đòn bẩy đó. Và nếu như có một cái tin tức nào đó ngoài thị trường thì nó cũng dễ làm cho tài khoản của các anh chị bay luôn. Các anh chị ha. Và ngoài ra đó thì hiện nay thì thị trường Forex nó cũng đang có nhiều cái sự biến động. Nhiều sự biến động bởi vì là nó dựa trên tình hình chính trị của thế giới rất là nhiều. Những cái tin về kinh tế, những tin về chính trị. Ví dụ như sự kiện là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì cũng là một cái sự kiện ảnh hưởng lớn đến thị trường Forex. Bởi vì trong đó nó có ảnh hưởng đến những cặp tiền lớn, những cái đồng tiền lớn trong thị trường Forex, ví dụ như đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro. Sự kiện thứ hai là sự kiện Brexit, là Anh tách khỏi Liên minh châu Âu. Và với dựa trên cái việc mà bà Thủ tướng Anh là Theresa May từ chức rồi và một ông tân Thủ tướng mới, thì cái quá trình diễn ra Brexit nó sẽ quyết liệt hơn và nó khiến cho cái đồng bảng Anh và đồng euro biến động rất là nhanh. Thì đây là cái thị trường mà hiện nay thì các trader lớn trong thị trường Forex họ cũng đang giao dịch với một cái thái độ rất là e dè các anh chị. Và họ cũng xem đây là một cái kênh có thể nói là đang rủi ro. Nếu như ai thích rủi ro, thích chơi rủi ro thì có thể tham gia các anh chị ha. Rồi thị trường thứ ba mà chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích á, là thị trường về tiền điện tử. Tiền điện tử thì đây là các anh chị chúng ta có ai tham gia mua trữ các đồng coin không ạ? Bitcoin hay là Ethereum hay là một số đồng á, các anh chị nào đang trữ không ạ? Đang mua đầu tư không ạ? Ok, trong phòng này không có ai. Thì hiện nay các anh chị thì tiền điện tử trong những năm vừa qua đó, đặc biệt là trong năm Leo nhớ là trong năm 2007 là một năm hot nhất của tiền điện tử. Bởi vì là nó có sự kiện đình đám là Bitcoin được chạm lên giá đỉnh của nó là 20.000 đô các anh chị ha. Từ năm Leo nhớ đến lần đầu tiên mà biết đến Bitcoin á, là nó khoảng năm 2014-2015 thì giá nó đâu đó khoảng 300 đô, 300 đô một Bitcoin. Thì đến năm 2017 lên tới 20.000 đô. Thì rất là nhiều người họ tham gia vào trong họ đầu tư, họ đầu cơ Bitcoin, họ trở thành những người rất là giàu, giàu có các anh chị. Nhưng mà ngược lại á, qua năm 2018 thì nó bị crash, tức là nó bị rớt giá xuống, chỉ còn thấp nhất là 3.000. Thì đối với những cái nhà đầu tư tài chính lớn á, thì họ xem đây là một kênh đầu tư mạo hiểm. Và đặc biệt là cũng chưa có nhiều những tổ chức lớn hay là những cái quốc gia họ công nhận chính thức các anh chị, mặc dù cũng có một số tín hiệu rồi. Thì đây vẫn là một cái kênh mà nếu như mà các anh chị chúng ta gọi là tạm gọi vui á, là liều ăn nhiều á, và đây là một kênh đầu tư tương lai thì các anh chị vẫn có thể tham gia được. Nhưng nếu như các anh chị là một day trader, tức là các anh chị kiếm lợi nhuận ngắn ngày trong ngày đó, thì nói thật với các anh chị là nó cũng khá là đau tim. Bởi vì có một thời gian thì Leo cũng giao dịch trên thị trường này, mình cũng thử, mình cũng giao dịch. Và các anh chị, cái giai đoạn mà giao dịch trên thị trường này đó, thì bạn bè gặp nhau, bạn bè gặp mình cứ nói là sao dạo này mặt lúc nào cũng hồng hào, lúc nào cũng tươi hết. Đó thì mình cứ tưởng khen. Xong cái mình mới trả lời là đúng rồi, ngặt lúc nào cũng đỏ cũng tươi hết, bởi vì là ngày nào máu cũng lên não hết. Bởi vì nó cứ dám tăng lên cái là mình sướng, nhưng mà vừa chưa kịp sướng là nó phục xuống là mình lại xìu, đúng không? Cái là tăng lên thì máu lên não nhiều quá thì mặt lúc nào cũng tươi. Đó thì đó là cái thị trường coin, thị trường tiền điện tử. Thì đây vẫn là một kênh đầu tư tương lai, mình không nói trước được điều gì hết. Có thể các anh chị trữ 1 năm, 2 năm tới nó tăng giá lên thì các anh chị có lợi nhuận. Nhưng mà để xem nó là một giao dịch ngắn ngày thì chúng ta cũng phải theo dõi rất là nhiều, phải rất là kỹ tính trong cái việc là chúng ta lựa chọn thị trường này chúng ta tham gia. Và một cái thị trường thứ ba, thứ tư là một thị trường rất là quen thuộc với chúng ta, đó là thị trường chứng khoán. Thì chứng khoán thì mình sẽ chia làm hai nhóm. Một là thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mà có thể nói là sự tăng trưởng nó tương đối là gọi là ổn định thôi, bởi vì nó chưa có sự đột phá nhiều trong những năm qua. Chúng ta hay gọi là nó cứ tàn đó. Nhưng mà nó có những cái khuyết điểm là cái khối lượng giao dịch của nó chưa cao các anh chị ha. Trong một ngày thì những sàn giao dịch lớn của Việt Nam, lấy ví dụ như là sàn HOSE, HOSE đó, thì sàn đó thì khối lượng giao dịch trong ngày nó rơi vào khoảng 300 triệu đô. Nhưng mà nếu như chúng ta so sánh với thị trường chứng khoán Mỹ, NYSE, thì các anh chị thấy là cái khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ nó lên tới là 1,5 tỷ đô một ngày, là một cái số tiền giao dịch rất là lớn. Và ngoài ra nó còn nhiều yếu tố khác, ví dụ như là về yếu tố thanh khoản, khi các anh chị mua cổ phiếu, các anh chị nắm giữ,
Nhưng mà khi các anh chị bán ra đó thì các anh chị phải đợi, có thể mất nhiều khi là từ vài giờ đến vài ngày. Và cái lệnh của nó, ví dụ nó là T cộng 2 đi, các anh chị đôi khi các anh chị mất phải 2 ngày các anh chị mới khớp lệnh và các anh chị mới bán tiếp được. Yếu tố tiếp theo đó là đối với lại chứng khoán Việt Nam đó, thì có thể nói là nó hay bị tin đồn làm giá các anh chị ha. Dù ngày hôm nay có một cái tin tức gì đó giá nó vọt lên nhưng ngày mai nó lại rớt xuống lại thì mình không kiểm soát được điều đó. Thì đây là một cái kênh mà có thể nói là nếu như các anh chị chúng ta tham gia thì chúng ta cũng phải tìm hiểu chọn lọc rất là kỹ. Nhưng mà đối với lại là Leo với lại anh Famo và một số anh em hiện nay đó thì có thể tạm gọi là chúng tôi có một cái kênh gọi là kênh đầu tư trú ẩn trong cái thời điểm hiện tại. Thì cái kênh này có thể nói là nó tương đối là nó rất là ổn định trong thời gian vừa qua và cái chỉ số của nó lúc nào cũng dương các anh chị ha. Thì đó là kênh chứng khoán Mỹ hay còn gọi là S&P 500. Thì S&P 500 nó viết tắt cho cụm từ đầy đủ là Standard & Poor's 500. Tức là nó sẽ lấy chỉ số của 500 công ty có vốn hóa lớn nhất của Mỹ. Thì trong đó có những công ty dẫn đầu thế giới, ví dụ như Apple, ví dụ như là Microsoft, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là Google, Boeing, Mastercard, Coca-Cola, Pepsi, vân vân. Thì những công ty này là những công ty mà đứng đầu trong cái lĩnh vực của họ. Tất cả những công ty này thì trong thời gian vừa qua đó các anh chị, thì người ta thấy rằng là S&P 500 họ chinh phục được những cái kỷ lục mà trước đây chưa từng có trong lịch sử, những cái đỉnh giá cao nhất. Và cái kênh S&P 500 là một cái kênh đầu tư mà có để nói thời điểm hiện tại đó là một cái kênh mà nó tạo ra lợi nhuận rất ổn định. Trong suốt 50 năm qua đó, thì cái chỉ số lợi nhuận của nó luôn luôn nằm ở cái mức là từ 9,8% trở lên, 9,8% trở lên. Và các anh chị biết là ông Warren Buffett á, là một trong những nhà đầu tư lỗi lạc á, và ông ta đầu tư cái kênh gọi là cái công cụ tài chính lớn nhất của ông là S&P 500. Và ông không cần lợi nhuận nhiều các anh chị, ông chỉ cần tạo ra một cái lợi nhuận đều đặn từ S&P 500 là ví dụ như 9,8% một năm. Nhưng mà sau đó ông dùng thêm một công cụ là lãi suất kép. Tức là qua năm sau á, thì ông sẽ dùng chính cái số tiền lời và cũng như số vốn, ông lại tiếp tục ông tái đầu tư. Và cái bí mật của Warren Buffett là một năm chỉ lợi nhuận ví dụ như 10,8% thôi, nhưng mà ông làm đều đặn cái việc này trong suốt 20 năm để tạo ra một cái gia sản rất là lớn. Và tất cả những cái nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư lỗi lạc trên thị trường tài chính, họ đều chọn cái S&P 500 là một cái kênh đầu tư, có thể nói là một cái danh mục an toàn trong những cái tài sản, những cái kênh đầu tư của họ. Vậy thì đây là một kênh đầu tư, nó có thể nói là nó đang lập những kỷ lục và nó đang rất là hot. Và đặc biệt là với cái sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump á, thì thị trường chứng khoán Mỹ nó rất là khởi sắc các anh chị ha. Và dự báo là trong năm 2019 này, năm 2020 thì đây là một cái kênh đầu tư nó rất là hấp dẫn. Và nếu mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta có thể xem S&P 500 nó giống như là một cái cơ hội. Thì tại Việt Nam chúng ta, cái việc mà chúng ta giao dịch cổ phiếu S&P 500 á, ở đây là chúng ta không phải là chúng ta mua cổ phiếu S&P 500 để chúng ta trở thành cổ đông, mà là chúng ta đang giao dịch dựa trên giá, trên lệch giá của những cái cổ phiếu này trên thị trường. Thì các chị có thể search trên Google, các anh chị search trên Yahoo Finance, các anh chị search về những cái mã cổ phiếu này. Ví dụ của Apple là AAPP. Thì các anh chị thấy là nó sẽ có cái giá của cổ phiếu nó biến động hàng ngày. Thì chúng ta sẽ giao dịch gọi là giao dịch ngắn hạn, scalping trading, dựa trên cái sự chênh lệch biến động cổ phiếu, cái giá cổ phiếu để chúng ta kiếm được lợi nhuận. Thì đây cũng là một kênh đầu tư nó rất là hấp dẫn và có thể nói là thị trường nó cũng khá là êm đềm dành cho những trader, đặc biệt là trader mới mình tham gia và mình không sợ bị cái rủi ro của thị trường. Thì nói chung là trong những kênh đầu tư này thì mỗi một anh chị chúng ta có một cái phong cách, chúng ta có một cái sở thích thì chúng ta sẽ chọn cái kênh đầu tư phù hợp với mình. Nhưng mà đối với lại là cá nhân tôi với anh Famo thì chúng tôi đang khuyến cáo hiện nay đối với anh chị mới đó, thì mình có thể mình xem S&P 500 như một sự lựa chọn. Các anh chị, thì đó là một số những cái thông tin cung cấp đến các anh chị. Các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho sự chia sẻ vừa rồi của hai anh ạ. Anh Leo có khá nhiều cái chi tiết về thị trường tài chính của chúng ta đúng không ạ? Rất là kỹ về bốn loại thị trường. Thì các anh chị, anh Leo vừa mới nói, các anh chị cứ lựa chọn cho mình những cái phong cách phù hợp với mình nhất. Và hiện nay thì theo hai anh là hai anh đang chọn S&P 500. Và với hai anh thì nó rất là đơn giản. Thế thì nếu như mà bản thân em và các anh chị ở đây quan tâm đến cái thị trường này, thì với những người mới toanh chưa biết gì hoặc là những người mới bắt đầu được một thời gian ngắn vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ, thì mình sẽ bắt đầu từ đâu, tức là phương pháp giao dịch như thế nào, cách thức như thế nào, và có những cái khó khăn, cái thử thách gì với những người mới, thì hai anh có thể chia sẻ từ những cái trải nghiệm của bản thân mình
đã đi qua. Cảm ơn câu hỏi của Đào. Thì đối với thị trường giao dịch rồi tài chính các anh chị, chúng ta có một cái cụm từ những cái nhà đầu tư, những người giao dịch thì chúng ta thường gọi là trader. Và với trader thì cái khao khát của họ là làm thế nào chúng ta có lợi nhuận đều đặn mỗi ngày, đúng không ạ? Và trong khi thị trường nó diễn ra 24/24 như vậy thì nó sẽ xuất hiện nhiều trader, họ có những cái tâm lý giao dịch khác nhau. Sẽ có những trader họ thích những cái thị trường biến động, hoặc là những cái trader họ thích những thị trường nó chậm và nó đều hơn. Bên cạnh đó các chị thì FOMO nhận thấy một điều rằng rất ít các bạn khi mà chúng ta muốn có một cái kết quả tốt, có một cái lợi nhuận tốt, nhưng mà họ lại hạn chế đầu tư chính bản thân mình những cái kiến thức nó gọi là khá đầy đủ, khá cơ bản về thị trường. Thông thường thì nó như thế này các chị, nghĩa là họ sẽ lên mạng, lên Google, họ search những cái tài liệu về lĩnh vực họ quan tâm, đúng không ạ? Và họ download rất là nhiều về và họ học. Bên cạnh đó thì bắt đầu là họ hỏi thêm những bạn đang giao dịch. Thế nhưng nó có một vấn đề là chúng ta sẽ vướng cái là chúng ta có quá nhiều kiến thức, chúng ta không biết cái cơ bản nhất của nó nằm ở chỗ nào. Và đa số là khi mà họ hỏi những cái người mà đã giao dịch trước rồi á, thì thường cái kết quả của họ cũng đang ở mức gọi là tạm, chưa gọi là đều, nên những cái mà họ chia sẻ lại hầu như nó cũng chưa ổn. Cứ như vậy thì đâm ra một số người họ đầu tư nhưng không có kết quả tốt, và nó sẽ hình thành một cái câu nói là thị trường nó luôn rủi ro, nó không hợp với dáng em, đúng không ạ? Thế nhưng các anh chị thấy có rất nhiều những bạn khi mà chúng ta có được cái report về lịch sử giao dịch của họ, hoặc như là các anh chị thấy có nhiều broker họ đều công khai tất cả những report của các trader của họ, thì chúng ta thấy nhiều trader họ đi theo những chiến lược đầu tư khác nhau. Có những người họ là day trader, có nghĩa là họ trade theo ngày, có người thì trade cái thời gian dài hơn, và hầu hết thì lợi nhuận của họ, tổng thời gian đầu tư của họ thì chúng ta vẫn thấy có những lợi nhuận rất là tốt, trên 10-15%, có những nhà đầu tư trên đến 50%, rất là nhiều. Vậy thì nếu như nó rủi ro như vậy thì có một cái điều gì đó giữa những cái nhà đầu tư không thành công và những nhà đầu tư rất là thành công, họ khác nhau điểm nào, đúng không ạ? Thì tất nhiên là chúng ta thấy họ đều có những cái phương pháp, những cái chiến lược, mình gọi là chiến lược đầu tư các anh chị, nghĩa là chúng ta sẽ không giao dịch theo cảm tính, nghĩa là chúng ta sẽ có chiến lược đầu tư dựa trên thị trường, diễn biến thị trường, dựa trên kỳ vọng về lợi nhuận của họ, dựa trên về vốn đầu tư của họ, thì chúng ta sẽ có những chiến lược đầu tư phù hợp với cái mục đích cũng như là số tài khoản, số vốn ban đầu của họ. Thì những cái vấn đề này thì trong những cái buổi mà offline cũng như là những cái buổi chia sẻ về những kỹ thuật cũng như là phương pháp giao dịch thì FOMO cũng chia sẻ với tất cả các anh chị nhà đầu tư quan tâm. Chúng ta luôn có những buổi như vậy mà hoàn toàn miễn phí để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều kiến thức hơn. Và FOMO cũng mong mỏi rằng những cái kiến thức như vậy sẽ ít nhiều giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về thị trường đầu tư như thế nào, và làm thế nào để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho chính bản thân mình. Vâng, các anh chị, thì tiếp nối cái câu hỏi của Đào á, là nếu như mình chưa biết gì hết về thị trường tài chính thì mình sẽ bắt đầu như thế nào? Thì trước tiên là Nhân FOMO có nói là về cái việc mà chúng ta trở thành một trader á, thì cái việc này nó thật ra rất đơn giản các anh chị. Ví dụ như là một trader là một cái người mình giao dịch trên thị trường thì giao dịch như thế nào ạ? Mình nói đơn giản thôi, ví dụ như bây giờ các anh chị lấy một cái ví dụ ha. Ở đây thì có anh chị nào chúng ta mua vàng không ạ? Có ai chúng ta có thói quen hay mua vàng không ạ? Cũng có chứ, đúng không ạ? Chúng ta mua vàng. Thì trước đây là chúng ta hay là người Việt mình hay có cái tâm lý là mình giữ vàng trong nhà đó để may mắn á, thì mình hay mua vàng vật chất, tức là vàng thỏi. Thì giả sử như hôm nay á, hôm qua là vô đọc báo thì thấy giá vàng nó đang là ở giá 47 triệu các anh chị ha.
thì mới đâu khoảng tầm hai tuần trước các anh chị, thì giá nó khoảng là 39 triệu. Thì nói cách đơn giản, nếu như các anh chị là một cái, chúng ta biết thị trường giá vàng, chúng ta thấy nó xuống, chúng ta thấy 39 triệu, chúng ta mua vô vài thỏi, chúng ta để trong nhà, rồi khi mà ngày hôm nay chúng ta bán ra thì chúng ta có lời trên một cái thỏi vàng như vậy, nó rơi cho khoảng 8 triệu một thỏi vàng. Thì như vậy chúng ta đang là một trader, đang là một người giao dịch. Có điều cái giao dịch chúng ta là đang là giao dịch vật chất. Dĩ nhiên các anh chị chúng ta chỉ kiếm lẻ lẻ thôi, hoặc là những bà chủ tiệm kim hoàn này cũng chỉ kiếm dựa trên cái sự chênh lệch đó, nhưng nó là không nhiều. Bởi vì không thể nào chúng ta chịu trữ rất là nhiều vàng trong nhà được. Chừng 10 kg là các anh chị thấy mình cầm hết nổi rồi. Đúng không ạ? Mà lúc nào mình cũng lo sợ hết. Rồi cái thứ hai á là dựa trên cái việc đó thì nó mất thời gian. Ví dụ các anh chị phải trữ vàng trong nhà tới vài ngày, thậm chí là cả nửa tháng, một tháng thì các anh chị mới thấy có lời. Thì ngày hôm nay là nhờ cái công nghệ hiện đại các anh chị, thì các anh chị chúng ta có thể làm tất cả những cái việc này trên một cái chiếc điện thoại. Và đối với lại là cổ phiếu Mỹ SP500 á, thì chúng ta đang giao dịch tỷ giá của nó, cho nên rất là đơn giản. Giả sử như các anh chị vào thị trường thì các anh chị thấy cái giá, lấy ví dụ như giá của Apple, giá cổ phiếu Apple nó đang là 100 đô, và các anh chị dự đoán rằng cái xu hướng Apple nó sẽ tăng giá. Vậy tăng giá dựa trên cơ sở nào ạ? Thì lúc này nó sẽ có nhiều, mình sẽ gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản là chúng ta sẽ dựa tin tức, ví dụ như là ông Tim Cook cũng sắp ra một cái dòng sản phẩm mới, thì dự kiến dòng sản phẩm này nó sẽ được đón nhận, thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng bởi vì nhà đầu tư họ thích. Hoặc là mới công bố một cái lợi nhuận quý rồi đạt bao nhiêu phần trăm đó, thì các anh chị sẽ buy nhiều hơn là các anh chị sẽ mua vào, bởi vì các anh chị biết giá nó sẽ tăng. Thì khi tăng các anh chị thực hiện cái lệnh là chốt lời ở cái mức độ đó thì các anh chị sẽ có lợi nhuận. Rồi ngược lại, nếu như mà các anh chị nghe nói là Apple nó sẽ bị một cái fault gì đó, hoặc là thông tin lộ thông tin khách hàng gì đó, thì thị trường đi xuống thì mình sell, tức là mình được quyền bán khống. Các anh chị ha, bán khống ở đây á, là mình không nắm giữ, nhưng mà mình được quyền dự đoán là cái giá đi xuống mình sẽ bán sell ra. Thì khi nó chạm xuống, sell xuống cái mức mà mình dự đoán, mình kỳ vọng, thì mình có lợi nhuận. Thì đó là khái niệm về một trader. Thì các anh chị chúng ta hiện nay chúng ta chỉ cần một cái điện thoại thôi, và chúng ta có thể tham gia vào trong thị trường tài chính rất là đơn giản. Ví dụ trước đây thì đối với lại những người tham gia thị trường này đó, thì họ phải đến những cái sở giao dịch, hoặc là họ phải có những cái màn hình máy tính rất là bự. Và nếu mà các anh chị xem phim Sói Già Phố World đó, các anh chị thấy là nguyên một đội mặc đồ trắng rồi phải mua bán bằng điện thoại. Ví dụ thấy giá lên cái là phải gọi điện khớp lệnh, thì nhiều khi nó không kịp các anh chị ha. Nhưng mà bây giờ cái việc này nó rất là đơn giản. Và trong cái khái niệm về một trader thì nó có nhiều cái nền tảng chúng ta lựa chọn. Ví dụ như là đối với Leo thì từ đây cách đây 3-4 năm thì lựa chọn cái nền tảng giao dịch được gọi là MT4, MetaTrader 4. Là có thể giúp cho những nhà đầu tư có thể là giao dịch dài hạn, giao dịch vị thế, tức là mình nắm giữ một cái một khoảng thời gian, một tuần, hai tuần, một tháng. Nhưng mà cái xu hướng gần đây thì tất cả chúng ta đều thích cái dạng giao dịch là ngắn hạn hơn, bởi vì chúng ta chỉ cần giao dịch trong ngày thôi, được gọi là day trading. Các anh chị giao dịch chốt lời trong ngày thì được gọi là day trading. Và hoặc là các anh chị giao dịch chớp nhoáng là mình gọi là giống như là đánh xong rồi rút. Gọi là lâu lâu mình du kích một cái, mình bắn cái bạc, cái mình có lợi nhuận mình đem về, thì nó được gọi là scalping trading các anh chị ha. Scalping trading thì với cái hình thức này, một lát nữa viết lên bảng cho các anh chị chúng ta dễ hình dung. Thì với hình thức này thì chúng ta kiếm lợi nhuận nó nhanh hơn. Và hiện nay thì Leo với Famo là đang chúng tôi đang chọn những cái hình thức giao dịch nào đó mà cái thời gian nó ngắn thôi, có thể là trong vòng 1 phút là mình có hoàn thành một cái thương vụ là mình sẽ có được ngay lợi nhuận. Giả sử như mình có 30 giây mình nhận định về thị trường, mà nếu như mình thực hiện đúng cái giao dịch là mua hoặc bán, thì sau đó mình có lợi nhuận ngay, và cái lợi nhuận nó lên tới 95% trên cái số tiền mà mình đặt lệnh hay mình gọi là mình order. Thì hiện nay là hai anh em đang giao dịch trên một cái broker được gọi là copy trading. Và cái việc của nó là nó rất là đơn giản, nó có thể là giao diện nó tinh giản lắm các anh chị, mà ngay cả một bà nội trợ cũng có thể tham gia được. Mà Leo hay nói vui là nó tinh giản đến độ là bà ngoại cũng chơi được các anh chị ha. Mà đã có rồi, có nhiều bà ngoại là một tay là bế cháu, còn một tay là chọt vậy. Thì nó rất là đơn giản và vẫn kiếm được lợi nhuận. Thì chúng ta có những cái hình thức như vậy nên sẽ lan tỏa nhiều hơn, và bất kỳ ai cũng có thể mình tham gia thị trường này, chứ không cần nhất thiết là phải là một người chuyên nghiệp rồi một người phải dành thời gian học hỏi trong thị trường này. Thì đó là cái việc mà một người mới chúng ta có thể bắt đầu ngay bằng việc chúng ta lựa chọn, thứ nhất là một cái thị trường nó dễ bắt đầu, ví dụ như chứng khoán Mỹ SP500, bởi vì nó êm các anh chị ha, như là chứng khoán của Apple, của Facebook hay là của Google thì các anh chị thấy nó luôn ổn định, nó không thể nào mà rớt nhiều quá một cái biên độ đó, nó cũng thể là tăng nhiều quá, bởi vì nó nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Và những nhà đầu tư nắm giữ thì đều là những nhà đầu tư mà họ dài hạn, họ long term, thành ra thị trường đó nó rất là ổn định các anh chị. Yếu tố thứ hai là chúng ta chọn một cái nền tảng nào giao dịch chúng ta dễ tham gia, dễ trade, dễ chơi, dễ nạp, dễ rút thì mình mới tham gia được. Chứ nếu mình mở một cái nền tảng ra mà mình thấy đường lằng ngoằng rồi số liệu này kia nhức đầu quá thì mình cũng nản đúng không ạ?
Và yếu tố thứ ba đó thì mình phải có đội nhóm, mình phải có những người hướng dẫn, những người đi trước trên thị trường này rồi thì họ sẽ có những cái phương pháp, họ sẽ có những kỹ thuật, họ sẽ có những yếu tố về mặt tâm lý để hướng dẫn các anh chị chúng ta tham gia và chúng ta kiếm được lợi nhuận ngay, chứ mình không có bị gọi là phải trả giá nhiều trong thị trường này. Thì đó là những cái yếu tố quan trọng. Thì một lát ở đây các anh chị chúng ta sẽ hiểu được là đối với một trader đó thì những yếu tố nào cần thiết để tạo ra lợi nhuận. Thì đây cũng là những cái rất là quan trọng các anh chị. Nhưng mà đối với là cái nghề trader thì là một cái nghề nó rất là hấp dẫn. Bởi vì thứ nhất á, là các anh chị thấy là nếu mà so với những công việc truyền thống á, các anh chị phải làm 8 tiếng thì ở đây á, nó không giới hạn về thời gian. Các anh chị chỉ cần mở máy lên, có 3G hay là có kết nối internet là các anh chị có thể là kiếm được lợi nhuận ngay. Và không giới hạn về địa lý, các anh chị có thể ngồi tại Việt Nam hay là các anh chị đi du lịch tại Bali, các anh chị có thể đi Dubai, các anh chị vẫn kiếm tiền được. Và những việc này là tôi cũng đã đều làm qua hết rồi, tức là mình cũng qua những quốc gia khác mình kiếm tiền này kia, thứ nó rất là vui. Ngoài ra đó thì nó tạo cho các anh chị một cái lối sống, mình có thể mình kiếm tiền những lúc mà mình thích, mình có thể là mình dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn bè, người thân của mình, mình dành cho những cái thú vui khác trong cuộc sống. Và cái điều quan trọng đó các anh chị là với một số vốn nhỏ đó, nếu như các anh chị theo cái phương pháp một cách nghiêm túc thì có rất là nhiều những bạn trẻ hay là những người nội trợ từ một số vốn nhỏ họ kiếm được những khoản lợi nhuận gấp nhiều lần so với số vốn của họ. Thì đây là một kênh rất là tuyệt vời. Và những anh chị nào mà theo cái lĩnh vực này chuyên nghiệp á, thì mình sẽ đạt đến một con đường nó được gọi là tự do. Tự do đây là tự do về tài chính, tự do về thời gian, tự do về địa lý. Và cuối cùng là quan trọng nhất là tự do về cái sự nghiệp, tự do về tài chính của chúng ta. Thì đó là một số yếu tố mà một trader khi mới bắt đầu á, thì mình nên hiểu về ngành để chúng ta có một cái sự lựa chọn cả đúng đắn. Cảm ơn các anh chị. Ok, rất là tuyệt vời và cảm ơn sự chia sẻ của anh. Để em vẫn em có một số những cái câu hỏi liên quan nữa thì mong là hai anh có thể hỗ trợ. Tức là có rất là nhiều những anh chị mà mới tham gia ấy, thì như hồi nãy anh Phong Mô có nói là những người mới tham gia thì thường là họ sẽ lên mạng, họ search, họ tìm hiểu rất là nhiều cái phương pháp. Thì khi mà như vậy rõ ràng là ở ngoài kia có quá nhiều phương pháp, vậy cách nào để mình chọn ra cái phương pháp nào dành cho cái người mới mà nó đơn giản nhất? Tại vì ngay từ đầu xuyên suốt cái buổi chia sẻ từ đầu đến giờ, hai anh đều luôn nhấn mạnh cái từ đơn giản. Và thông qua những cái chia sẻ của hai anh thì em cũng cảm nhận được là cái thị trường này nó rất là dễ. Thông qua cái sự chia sẻ em chưa có thể hình dung hết và hầu như các anh chị cũng chưa hình dung hết, nhưng mà có thể cảm nhận được cái điều đó rồi. Thì làm thế nào để mình chọn cái phương pháp nào mà nó cơ bản nhất cho người mới bắt đầu? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì cũng giống như lúc nãy Phong Mô đã chia sẻ các anh chị, thì hiện tại thì trên thị trường về giao dịch thì chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Có thể là sau một thời gian những bạn họ có đi học những cái kiến thức đầu tư, họ sẽ cảm nhận thị trường riêng theo một cách của họ và họ có một cái phương pháp dành riêng cho họ, nghĩa là do họ cảm nhận lấy. Cũng như tất cả các broker khi các anh chị giao dịch thì hầu hết các trader vẫn giao dịch theo một cái các indicator, có nghĩa là họ dựa theo những cái đường xu hướng để chúng ta dự báo là thời gian tới xu hướng sẽ đi về đâu. Nhưng mà có một cái điều rằng khi các anh chị thấy rõ ràng thị trường về chứng khoán cũng như thị trường vật khách cũng như thị trường về tài chính nói chung á, thì đây là một thị trường nó mang về tính tâm lý các anh chị. Nó không phải là một thị trường về kỹ thuật, đúng không ạ? Nó sẽ không có một cái công thức gọi là A cộng B bằng C được, đúng không? Nếu như nó có một công thức như vậy thì hầu hết thì khi chúng ta học được công thức đó thì chúng ta sẽ đều có kết quả tốt rồi. Thì vậy thì cái yếu tố chiến thắng là như thế nào? Chúng ta sẽ có những cái mô hình về giao dịch, những cái tín hiệu nhận định thị trường để cho phép chúng ta có thể lựa chọn thị trường. FOMO xin nói lại là chúng ta sẽ lựa chọn chứ không phải là chọn lựa thị trường các anh chị. Một điều nữa rằng khi mà chúng ta những cái bạn trader khi chúng ta sử dụng những cái indicator quá nhiều thì chúng ta sẽ bị chính chúng ta sẽ bị rối, đúng không ạ? Tại vì sẽ có những cái indicator báo là nó sẽ khớp lệnh buy, những cái gọi là chưa khớp lệnh được, những cái là có thể là đợi hoặc là có thể là vào lệnh sell. Thì khi một tín hiệu giao dịch như vậy mà nó có nhiều cái dự báo có thể là vừa buy vừa sell rồi vừa chờ như vậy thì đôi lúc làm cho trader họ bị rối. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các anh chị nên nhớ rằng indicator nó có được là do bằng công thức, có nghĩa là các trader họ tạo được những cái dự báo đó bằng công thức,
công thức đó tính được từ đâu ạ? Có nghĩa là tính được theo giá hiện tại nhưng mà theo lịch sử các anh chị. Có nghĩa là không indicator nào dự báo được trong tương lai tới nó sẽ diễn biến như thế nào. Nó chỉ đúng trong trường hợp là về lịch sử cũng như về quá khứ. Khi các anh chị dùng indicator, các anh chị check lại lịch sử thì hoàn toàn chính xác. Tại vì công thức đó nó cộng theo cái nhịp thị trường đang diễn ra và nó ra được chỉ số hiện tại. Khi các anh chị nhận định được như vậy thì rõ ràng khi chúng ta có quá nhiều indicator để chúng ta có thể dự báo thì chắc chắn nó không ổn. Và một trong những cái phương pháp mà bản thân FOMO rất là thích đó là về cái phương pháp về pricing, có nghĩa là cái phương pháp về giao dịch theo cái chỉ số giá cũng như là hành vi giá. Thì lúc này khi các anh chị chúng ta có những kiến thức cơ bản với nhau thì chúng ta đều có khả năng đọc được tất cả diễn biến trên thị trường hiện tại cũng như trên thị trường quốc tế qua cái màn hình điện thoại. Chúng ta sẽ biết được là thị trường đang diễn ra như thế nào, họ có nhu cầu mua như thế nào, bán như thế nào, hoặc là lúc này thời điểm nó đang có thể là đàm phán với nhau, có thể là đang đợi và đang và lúc nào thì thị trường nó sẽ tăng mạnh, tăng giá mạnh hoặc là giảm giá mạnh. Thì chúng ta khi chúng ta hiểu về những cái phương pháp về pricing thì chúng ta đều đọc được những tín hiệu này và chính chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ vào lệnh vào thời điểm nào. Thì hiện tại thì riêng đối với phương pháp giao dịch ở thị trường cũng giống như trên broker copy trading như là Mr. Leo chia sẻ thì FOMO có 5 cái tín hiệu để chúng ta có thể chúng ta nhận định một thị trường tốt. Thì lát nữa trong phần tới thì FOMO sẽ chia sẻ sâu hơn về 5 cái tín hiệu này để các anh chị có bước đầu cơ bản chúng ta nhận định thị trường như thế nào và đâu là thời điểm để chúng ta bắt đầu giao dịch. Cũng như là FOMO hay nói với tất cả các bạn nhà đầu tư á, là thị trường nó giống như là một cái cô gái các chị. Khi chúng ta muốn tán tỉnh hoặc cưa đổ cái thì chúng ta phải biết cách hiểu về cô đó nhiều nhất, đúng không ạ? Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ biết cách lúc nào chúng ta nên hành động. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều ạ. Giờ lên FOMO chắc cưa đổ nhiều cô gái lắm. Ok các anh chị, thấy các anh chị ngồi cũng hơi buồn á, bây giờ mình làm một cái hành động đi để cho không khí chúng ta vui hơn ha. Bây giờ ở đây là chúng ta có một cái động tác là chúng ta gọi là high five. Các anh chị chúng ta cũng đã biết rồi. Thì mình giơ 5 ngón tay mình ra. Các anh chị thấy buổi live stream đến thời điểm này, buổi offline á, nó có giá trị không ạ? Dạ, ai thấy giá trị chúng ta nói tôi đúng không ạ? Ok, tuyệt vời. Thì bây giờ mình sẽ high five bên cạnh nói là tiếp tục đi bạn ơi. Ok ha. Rồi, tiếp tục đi bạn ơi. Tiếp tục đi bạn ơi. Các anh chị, thì bây giờ chúng ta sẽ tới một cái phần á, là giống như là Miss Đào vừa hỏi bạn FOMO vừa chia sẻ đó. Đó là ok, khi chúng ta tham gia thị trường tài chính thì cái điều chúng ta quan tâm á, là làm thế nào để chúng ta chiến thắng, đúng không ạ? Làm thế nào chúng ta có được lợi nhuận. Và vừa rồi thì các anh chị chúng ta cũng đã hiểu được một chút rồi, tức là chưa nhiều đâu, nhưng mà được một chút rồi, thế nào là nghề giao dịch tài chính, thế nào là những thị trường tài chính. Thì tôi nghĩ nếu như anh chị nào chúng ta thực sự quan tâm á, thì trên mạng nó có rất là nhiều tài liệu các anh chị, nó có rất là nhiều tài liệu thông tin để chúng ta tìm hiểu, nên chúng ta nên đọc thêm. Một cái bí quyết để trở thành một cái chuyên gia trong vòng một tháng á, trong vòng 30 ngày á, một lĩnh vực nào đó thì các anh chị cũng biết điều này không ạ? Yes. Bao nhiêu quyết là một cái bí quyết trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào trong 30 ngày? Tôi không biết ạ. Ok các anh chị, thì Liêu có một cái kinh nghiệm thế này và tôi học cũng được từ một người thầy các anh chị. Thật ra các anh chị, nếu như mà chúng ta muốn có kiến thức về một ngành nào đó đó thì chúng ta cần phải đọc sách. Bởi vì sao ạ? Sách nó được gọi là tinh hoa của nhân loại các anh chị ha, là kho tri thức của nhân loại. Và cái kinh nghiệm của Leo á, là Leo khi mà muốn quan tâm đến lĩnh vực tài chính á, thì cái thời gian đầu thì chưa phải là một người hiểu biết về lĩnh vực này. Vậy thì cách nhanh nhất là phải đọc sách các anh chị. Và Leo mua những cuốn sách về tài chính chứng khoán á, mua khoảng chừng đâu mười mấy cuốn á các anh chị. Mười mấy cuốn vô trong nhà sách là thấy cuốn nào nó hay. Nhưng mà các anh chị phải biết cách chọn, bởi vì rất là nhiều sách họ xuất bản chỉ mục đích là để lợi nhuận thôi, để kinh doanh thôi. Tức là họ viết nội dung cốt lõi chỉ khoảng 10% thôi, còn lại 90% là những cái gọi là tô vẽ thêm. Vậy thì chúng ta, nếu chúng ta biết chọn những cái đầu sách nào nó cần thiết á, thì cái cách nhanh nhất á, là các anh chị lên những diễn đàn, các anh chị nói là thí dụ như là top 10 cuốn sách cần nhất, những trader cần đọc, rồi top 10 cuốn sách được chia sẻ vân vân, thì các anh chị chọn đúng ngay những cuốn đó. Và về nhà đó thì mình hãy tìm một cái phương pháp đọc thật là nhanh. Bởi vì nếu như các anh chị đọc một cuốn, có những anh chị mất cả tháng mới xong một cuốn sách. Thì các anh chị chúng ta đọc như vậy thì chúng ta đang đọc từng chữ, từng dòng một và chúng ta chưa đi vào cái trọng tâm.
Nhưng mà nếu chúng ta biết đọc đó, thì một cuốn sách như vậy các anh chị mất đâu đó khoảng cho là một ngày đi, nếu như các anh chị chưa quen. Còn nếu các anh chị quen như Leo đó, thì tôi có một cái phương pháp đọc sách đó, là khoảng tầm một tiếng đồng hồ là xong một quyển sách. Các anh chị, một tiếng đồng hồ là xong. Thì cái này thì hôm nào đi, hữu duyên thì chúng ta chia sẻ thêm. Nhưng mà khi các anh chị hiểu được cái bí quyết đó thì chúng ta sẽ lọc được những cái kiến thức gọi là cần thiết và quan trọng nhất. Thì chúng ta sẽ luyện cho mình được một kỹ năng là kỹ năng tổng hợp, các anh chị ha. Thì khi các anh chị chúng ta đọc được 15 cuốn sách mà các anh chị lấy được tinh hoa của 15 ông tác giả là những người hàng đầu rồi, thì các anh chị đã trở thành một chuyên gia rồi đó. Bởi vì mình có cái sự hiểu biết từ họ, mình hấp thụ sự biết từ họ. Rồi sau đó thì sao ạ? Mình thực hành, các anh chị. Thì ngày hôm nay thì những cái kiến thức mà Leo với anh Pamo chia sẻ là chúng tôi cũng tích lũy được một thời gian cũng rất là nhiều năm. Và các anh chị chúng ta theo dõi thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được một khoảng thời gian của mình rồi. Và ngoài ra đó thì bản thân Leo cũng như các anh chị thấy trên bàn á, là cũng tổng hợp những cái năm kinh nghiệm để sàng lọc, để biên soạn ra những một cái quyển sách được gọi là Bright Action. Thì cái quyển sách này á, các anh chị có những thông tin là do Leo viết và có những thông tin là Leo tổng hợp hoặc là mình phỏng vấn từ các chuyên gia và mình biên soạn thêm từ các chuyên gia nước ngoài. Nhưng mà cái điều quan trọng là đây là cái kinh nghiệm mà tôi lọc trong suốt có thể nói là thị trường tài chính đúng nghĩa đó thì là khoảng 7 năm trong ngành này và có được những cái thành công nhất định. Thì có những cái nào mà tôi thấy quan trọng từ một người mới cần phải có, tức là mình không có dành cái thời gian mình biết những cái xung quanh thì mình sẽ đi vô trọng tâm là những cái nào mà các anh chị chúng ta cần ngay lập tức. Thì các anh chị chúng ta đọc trong quyển sách này chúng ta sẽ hiểu đầu tiên là việc chọn lựa thị trường, sau đó chọn nền tảng, rồi những cái mô hình nào nó hay lặp đi lặp lại các anh chị ha. Thì quyển sách này là các anh chị chúng ta có thể sở hữu nó và các anh chị giống như có một cái cuốn bí kíp để các anh chị chúng ta gối đầu giường rồi đó. Và các anh chị giao thị trường, các anh chị vừa mở ra các anh chị vừa xem, các anh chị vừa xem nó đúng vậy không rồi các anh chị ghi chú lại, thì đảm bảo các anh chị chúng ta kiếm được cái lợi nhuận nhanh hơn trong thị trường này thay vì mất một vài năm, thì các anh chị có thể tiết kiệm thời gian đó. Thì quyển sách này thì Radio làm ra không phải là để kinh doanh các anh chị, bởi vì cái phí của nó sẽ rất là nhỏ thôi, nhưng mục đích ở đây là cung cấp nhiều kiến thức cho các anh chị để chúng ta bước vào thị trường nó dễ hơn. Thì nếu mà các anh chị nào quan tâm thì cuối giờ đó thì các anh chị chúng ta hãy liên hệ Đào hoặc là các bạn hỗ trợ anh chị ha. Đó thì đó là 30 giây quảng cáo thôi. Mình qua tiếp theo. Thì để tham gia trong thị trường này đó các anh chị thì chắc phải biết cái bảng. Người ta nói rằng là có 3 yếu tố quan trọng nhất. Anh xoay cái máy một xíu. Đây nó có 3 yếu tố quan trọng nhất các anh chị. Yếu tố đầu tiên mà nó chiếm tới 75%. 75% các anh chị ha, cái độ quyết định về thành bại đó là yếu tố về tâm lý. Hầu như các anh chị, ngay cả những trader lỗi lạc nhất á, những người mà gọi là thành công nhất á, họ cũng có những lúc mà họ mất trắng tay bởi vì yếu tố tâm lý. Bởi vì khi mà người ta giao dịch đó các anh chị, thì khi các anh chị bị cuốn vào rồi đó, nếu như các anh chị không hiểu được cái bản chất của thị trường và các anh chị chúng ta gọi là chúng ta nổi lên cái lòng tham á, thì các anh chị dễ bị cuốn vào cái việc mà chúng ta ảnh hưởng về tâm lý. Và khi ảnh hưởng về tâm lý rồi là khó gỡ ra lắm các anh chị. Người ta nói rằng là đôi khi là trader cũng giống như là một cái con nghiện đó các anh chị. Nghiện lắm. Giao dịch cái này là rất là mê các anh chị ha. Thay vì mình dành cái thời gian trên Facebook á, thì các anh chị trade trên thị trường này là các anh chị cảm thấy là mình còn mê Facebook nữa. Có những người ngồi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, thậm chí ngồi suốt đêm giao dịch là bình thường. Và biến cái việc này thay vì người ta đặt cái mục tiêu đi tham gia thị trường á, là giao dịch để mà kiếm lợi nhuận, thì người ta giao dịch giống như cho vui đó các anh chị. Tôi hay lấy một cái ví dụ á, là có những người khi mà họ chiến thắng đó, họ không nghỉ. Ví dụ như từ vốn 1.000 đô, họ lợi nhuận lên 2.000. Thay vì người ta nghỉ thì người ta rút 1.000 ra người ta xài. Nhưng mà không, từ 2.000 đó lại chơi tiếp cho nó tuột về 1.000. Xong rồi từ 1.000 đó tức quá gỡ lại lên 2.000. 2.000 chơi sao đó chơi thẳng tay, tại vì có tiền lời mà, chơi tuột xuống 1.000. Xong cuối ngày nhận ra mình chả có đồng bạc nào hết, nhưng mà vui. Đó là gọi là chơi để giải trí. Thì tâm lý là tâm lý rất nhiều người chúng ta vướng phải các anh chị ha, là mình không có một cái mục tiêu cụ thể tham gia thị trường. Thì yếu tố tâm lý này chiếm tới 75% về cái sự thành công trong giao dịch. Và cái điều này là các anh chị, để chúng ta hiểu được tâm lý một trader thế nào đó, nếu như chúng ta nói trong ngày hôm nay nó rất là dài, nhưng mà nó có những cái tâm lý chính. Ví dụ chúng ta tham nè, tham là yếu tố chắc chắn rồi. Khi các anh chị có lời, các anh chị không biết dừng mà các anh chị lại tiếp tục để mà các anh chị chúng ta có thể là chúng ta gấp lên, chúng ta đánh gấp lệnh lên, chúng ta đánh gấp đôi, rồi chúng ta không nghỉ và chúng ta lại tiếp tục, chúng ta cố gắng chúng ta giao dịch tiếp tục để kiếm thêm lợi nhuận. Thì ngược lại thì lúc đó là khi mà thị trường đảo chiều một cái là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngay cái tài khoản của mình. Thứ hai là chúng ta sợ ngoài kia, và chúng ta đang có rất là nhiều những cái lý do
sợ ví dụ như là khi mà mình giao dịch mà mình bị thua đó, mình nhát tay, mà khi các anh chị nhát tay thì mình không dám, lần sau mình không dám giao dịch và chơi nữa, hoặc là mình giảm lại cái số vốn mình rất là nhỏ. Và giống như là vừa rồi tôi có một anh bạn, các anh chị, lúc anh mới biết thị trường này anh sung lắm, anh vô anh chơi một order như vậy, anh đánh là 10 đô, 5 đô, 10 đô. Hôm nào anh máu anh chơi lên tới 100 đô, anh gấp gấp 100 đô. Cái từ khi anh thua đó, tới bây giờ anh chơi một lệnh có 0.11 đô. Trời đất ơi, 0.11 đô thì không biết quýnh bao giờ nó mới lên được 1 đô. Các anh chị ha, thì đó đó là cái yếu tố về tâm lý nó rất là quan trọng các anh chị. Tham nè, rồi sợ nè, rồi cái điều quan trọng nhất là mình sao, mình thấy gọi là thắng thua với thị trường, thắng thua với thị trường các anh chị. Thì trong thị trường tài chính đó các anh chị, nói chung thì nó có một cái nhóm nó gọi là những cá mập, những cá mập ha. Chúng ta hay nghe nói là các sát đó. Thật ra sát, đã gọi là sát thì không có hiền đâu các anh chị. Mình hay xem sát tan đó, thì mấy ông sát là không có hiền đâu, đã gọi là cá mập đó là phải săn mồi các anh chị. Thành ra là sát là một cụm từ chỉ những tài phiệt và họ chuyên săn mồi. Tức là cá mập thì sao ạ? Nó rất là hung bạo, cắn cái nào đó là coi như là banh sát cái đó. Thành ra trong thị trường tài chính nó có những cái người được gọi là cá mập, và người ta có thể làm lũng đoạn hoặc là làm cho cái thị trường nó bị ảnh hưởng trong một thời điểm ngắn. Bởi vì những thị trường lớn, ví dụ như thị trường về Forex hay thị trường về SP500 thì không thể nào làm giá được. Nhưng mà họ có thể tạo ra những cơn sóng nhỏ, và nếu như chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Và trong khái niệm trade á, thì các anh chị sẽ nghe một cái khái niệm là được gọi là săn stop loss. Săn stop loss các anh chị. Và trong cái cuốn sách của tôi có đề cập đến một cái phương pháp đó gọi là cá mập săn mồi. Tức là sao ạ? Ví dụ như thị trường nó tăng, thì trader họ cứ nghĩ là nó sẽ tăng. Nếu mà thị trường mà trader họ nghĩ họ sẽ tăng á, thì nó sẽ mua tiếp, buy tiếp. Và họ sẽ đặt một cái điểm là điểm cắt lỗ ở dưới này. Nhưng mà không ngờ rằng là khi vừa lên á, thì sẽ có một cái sell nó đổ rất là mạnh, và nó cắt ngay cái điểm stop loss là điểm mà chặn tài khoản. Thì tới đó là coi như là mất tiền các anh chị ha. Thì đây là những cái mô hình mà cá mập hay dùng nhất, mà nếu mà chúng ta hiểu á, thì chúng ta sẽ không thắng thua với cá mập. Và các anh chị, đối với cá mập thì không bao giờ thắng được. Tôi chỉ biết một người đàn ông duy nhất mà người ta thắng được cá mập thôi các anh chị ha. Thì đó là cái ông mà các anh chị xem phim cá mập khổng lồ đó, cái ông Jason Statham đó, ông đó ông mới có khả năng ông đánh được con cá mập, chứ không ai mà thắng được cá mập hết. Rồi, thì nếu như chúng ta giao dịch trong thị trường này thì chiến lược khôn ngoan nhất là chúng ta bơi theo cái vây của cá mập, và chúng ta rỉa. Các anh chị biết là cá mập á, nó có những con cá nhỏ chuyên đi theo để mà ăn mấy con mồi mà cá mập nó bỏ qua thôi, nhỏ bám theo. Thì nếu như là một trader thì mình đi một cái chiến lược nhỏ thôi, đó là chiến lược cá lồng tông. Các anh chị cứ rỉa hết ngày thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, thì mình không chơi với cá mập, mình làm cá lồng tông là được các anh chị ha. Rồi, thì yếu tố tâm lý là một số yếu tố đó nó rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai á, là quản lý vốn. Quản lý vốn nó sẽ chiếm 15%. Ok, tức là cái việc mà các anh chị trong lĩnh vực tài chính á, nó có một khái niệm mà tôi rất là thích các anh chị. Nó được gọi là thua nhưng bạn vẫn từ hòa tới thắng. Khi bạn thua nhưng bạn vẫn từ hòa tới thắng các anh chị ha. Hồi xưa tôi học toán á, thì tôi rất là dốt toán các anh chị. Nó không phải là thế mạnh của tôi. Và khi mà trong môn toán các anh chị không được phép sai số các anh chị ha. Ví dụ như là 1 cộng 1 nó phải là 2. Nếu như ai mà 1 cộng 1 bằng 3 đó thì là chắc là phải đi học lại. Thì trong toán nó không được phép sai số đâu các anh chị. Rồi có những cái ngành nghề á, mà chúng ta không được phép sai. Ví dụ như bây giờ một bác sĩ đi, đang phẫu thuật cho bệnh nhân, nếu như để quên một cây kéo ở trong đó thì chuyện gì xảy ra? Đúng không? Không được phép sai số mà. Rồi có những ngành nghề khác thì các anh chị không được sai dù là một cái nhỏ, bởi vì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là lớn. Nhưng mà trong tài chính á, nó có một khái niệm nó gọi là thua nhưng vẫn thắng. Vậy thì đây là sao ạ? Chính là nhờ yếu tố là quản lý vốn. Khi nãy tôi lấy ví dụ các anh chị, một người nếu như mà họ giao dịch á, mà nếu như mà họ ở đây lấy ví dụ từ đây đi tới đây là Sài Gòn, đi tới Hà Nội. Bây giờ nếu như một người họ đi họ bước lên đây một bước các anh chị ha, giống như trong trade đó, họ lời được từ 1.000, họ lời được 1.000 đô, nhưng mà sau đó họ thua lại, họ bước xuống một bước, xong cái họ thắng, họ lại có như bước lên một bước, rồi thua rồi bước lên một bước, thì cuối cùng các anh chị nghĩ họ có đi về đâu mà có đi về đâu không các anh chị? Rồi, cách thứ hai, nếu như mà tôi quy định rằng á, nếu như mà tôi bước á, thì tôi sẽ bước 3 bước tôi mới dừng lại, và nếu mà tôi lùi á, thì tôi chỉ lùi 1 bước thôi.
thì giả sử tôi bước lên 3 bước, sau tôi lùi lại 1 bước, ok, rồi tôi tiếp tục tôi bước lên 3 bước, rồi tôi lùi lại 1 bước, xong rồi tôi bước lên 3 bước rồi tôi mới lùi lại 1 bước, thì các anh chị nghĩ tôi có về đích không ạ? Có không các anh chị? Có chứ. Và Việt Nam mình có một cái câu quản lý vốn kinh điển đó, đó là lùi 1 bước tiến 3 bước. Thì là ngày xưa cái ông nào nghĩ ra câu tục ngữ đó chắc là một trader rất là lỗi lạc đó. Lùi 1 bước tiến 3 bước các anh chị ha. Okay. Vậy thì quản lý vốn tỷ lệ giả sử như là 1 với 3. Tôi lấy ví dụ cho các anh chị thấy dễ hiểu. À, giả sử các anh chị thua thì các anh chị sẽ ngừng ở 10 đô. Tôi lấy ví dụ vốn bất kỳ đi, vốn 1.000 đi cho nó dễ. Giả sử các anh chị thua thì các anh chị tới 10 đô các anh chị ngưng. Và khi các anh chị thắng á thì tới 30 đô các anh chị ngưng. Tức là sao ạ? Thắng thì thắng 3, thua thì thua 1. Thì các anh chị á, giả sử trong 1 tháng á nó có 30 ngày. Các anh chị ha. Thì các anh chị á, tôi cho là các anh chị thua luôn 20 ngày luôn. Chỉ có thắng 10 ngày thôi thì các anh chị nghĩ là mình có lợi nhuận không ạ? Có mà. Giả sử 20 ngày mình thua luôn. Mình chỉ thắng có 10 ngày thôi thì các anh chị nghĩ là có lợi nhuận không? Đây lấy ví dụ của các anh chị ha. Nếu như 20 ngày tôi thua đó thì tôi lấy 20 tôi nhân cho 10 là tôi thua 10 đó. Âm 10 chứ. Rồi. Thì có phải là tôi bị âm 200 đô. Đúng không ạ? Ngược lại nếu mà tôi thắng á thì tôi sẽ lấy là 10 ngày tôi nhân cho 30 đô. Thì tôi sẽ có bao nhiêu ạ? 300 đô. Vậy thì cuối cùng lợi nhuận của tôi là bao nhiêu ạ? 100 đô. Đó thì vậy cuối cùng thì lùi 1 bước tiến 3 bước và dù tôi thua suốt 20 ngày luôn. À, ông nào mà chơi mà thua liên tục 20 ngày thì cũng đỉnh cao đó. Cũng rất là khó làm đó các anh chị. Đó vậy gọi là thua SML luôn, thua suốt 20 ngày. Thắng có 10 ngày thôi. Nhưng mà vẫn cuối cùng á thì thua nhưng mà vẫn thắng. Các anh chị ha. Thì đây là một yếu tố của quản lý vốn. Và trong tài chính nó có một câu hay này nè các anh chị. Ví dụ như là trong y học á, trong cơ thể người á thì mình hay nói rằng á là một người á thì máu ít hay máu nhiều không quan trọng. Miễn là máu còn phải chảy. Các anh chị ha, máu ít hay máu nhiều không quan trọng, miễn là máu còn phải chảy. Bởi vì sao? Máu mà không chảy thì sao ạ? Thì lên đường rồi. Các anh chị, vậy thì trong tài chính á, lợi ít hay lời nhiều không quan trọng, miễn các anh chị phải có lời. Đúng không ạ? Lợi ít hay lời nhiều không quan trọng, các anh chị phải có lời. Vậy thì nếu như mà giao dịch mà không có xác định được cái điểm lợi nhuận của mình đó các anh chị, nó gọi là điểm lợi nhuận tối thiểu. Các anh chị ha. Điểm lợi nhuận tối thiểu và cũng như là gì? Điểm rủi ro có thể chấp nhận được. Nó gọi là risk ratio á, trong cái thuật ngữ nó gọi là tỷ lệ rủi ro đó. Vậy thì cuối cùng á là các anh chị chúng ta giao dịch nó giống như là một cái trò chơi cho vui. Nhưng tôi lấy ví dụ đó, có nhiều người chơi từ sáng tới tối, có những lúc khoe hôm nay em thắng tới 500 đô. Rồi hỏi em rút ra chưa? Chưa, em thua ngược lại rồi anh ơi. Vậy cuối cùng là chơi cho vui. Đúng không? Mà chúng ta đâu phải là giao dịch cho vui. Thời gian để chúng ta làm cái việc đó. Vậy thì cuối cùng ở đây á thì quản lý vốn, đầu tiên là tâm lý các anh chị ha, cực kỳ quan trọng. Tâm lý khi mình mới bắt đầu thì mình phải là thật là thoải mái, mình phải lựa một không gian yên tĩnh, mình phải lựa một cái đường truyền. Và điều quan trọng trong quá trình mình chơi mình đừng có chữ thề. Hả? Ví dụ như mình chơi, má tại sao cái này ra như vậy? Nhiều lắm. Tôi thấy rất là nhiều đó. Ví dụ như đang choang như là đào đi, nhưng mà bảo đảm chơi một hồi, má nó sao cái cây này nó ra như vậy? Là bình thường. Thì ráng tập cái đó các anh chị, bởi vì nó làm cho mình tức thêm và mình sẽ đấu đá với thị trường ha. Rồi yếu tố thứ hai là quản lý vốn. Và thứ ba nó mới là phương pháp các anh chị. Thành ra phương pháp gì nó không quan trọng đâu. Phương pháp nó sẽ chiếm 5% cho 10%, còn lại là 10%. Đó, và khi mà các anh chị chọn phương pháp á, thì chỉ cần chọn một phương pháp một thôi và các anh chị tập trung vào nó. Lý Tiểu Long có một câu nói á, là tôi sợ những người á, mà ông ta tập một cú đá 10.000 lần. Chứ tôi không sợ những người á, mà tập 10.000 cú đá một lần. Các anh chị ha, mình nghe lại ha. Tôi không sợ những người mà tập một cú đá 10.000 lần. À, tôi sợ những người tập một cú đá 10.000 lần. Chứ tôi không sợ những người nào tập 10.000 lần, 10.000 cú đá một lần. Thì nếu như chúng ta giao dịch, có nhiều anh chị nào ngày hôm nay chạy theo thấy phương pháp này hay quá, thử. Xong rồi cái mình lại nghe người khác có cái phương pháp gì hay quá, thử. À, mình nghe có Bryson là gì hay quá, mình làm chơi Bryson, nhưng mà mình vừa nghe nó có don't worry, thử don't worry luôn, trong cái ngày mai mình nói là ghê quá gì đu dây đi thì mình cũng đu dây đi luôn, cái mình nói là gì ghê quá đi cái mình cũng chơi ghê quá đi luôn, cái cuối cùng mà các anh chị cái nào mình cũng vô lần hết,
mà không có nào nó ra với cái nào hết, nó banh sát hết các anh chị ha. Chọn cái nào thì chọn một phương pháp mà mình luyện 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 đến khi mình trở thành một cao thủ thì thôi. Thì hôm nay nãy anh Phạm Mô có bật mí các anh chị á, nó có một cái phương pháp. Mà phương pháp này chính chúng tôi, các anh chị, chính chúng tôi cũng mới nhận ra trong một vài tháng qua thôi. Bởi vì các anh chị, dù chúng tôi có trong cái thị trường tài chính này cho là 10 năm đi nữa đó, thì chúng tôi vẫn là những người học việc thôi. Các anh chị ha, đây là một cái thị trường mà có thể nói là toàn cao thủ ẩn danh, hòa hổ toàn lâu à. Mà biển học thì mênh mông các anh chị. Thành ra đối với chúng tôi á, là dù 5 năm, 10 năm thì vẫn là một kẻ học việc thôi. Và khi mà chúng tôi tìm lại được cái phương pháp này đó các anh chị, nó giống như là tìm lại một cuốn sách thất truyền á, nó giống như một cái bí kíp á. Giống như các anh chị xem phim trưởng á, các anh chị thấy là ví dụ như Dương Quá đó, đang là một cái chàng trai nghèo tỉnh lẻ, không ai biết tới, vô danh tiểu tốt các anh chị ha. Rớt xuống núi, lụm được trái sari, ăn một cái biến thành là cao thủ võ lâm. Đó, thành ra là rất là ghê gớm. Thì chúng tôi cũng mất một khoảng thời gian để chúng tôi tìm được cái trái sari đó, nó tên là Bright Action. Và cái điều quan trọng là gì? Bright Action này nó cực kỳ đơn giản, dễ hiểu. Ngay cả bà ngoại cũng có thể là học được. Bởi vì sao ạ? Đây là cái môn phái chính tông đầu tiên từ ông tổ của biểu đồ nến. Các anh chị, Bright nó là giá đúng không ạ? Action là hành động của giá. Vậy thì là người ta, khi mà người ta hàng trăm năm qua đó, người ta tham gia, người ta giao dịch trên thị trường này, người ta nghĩ ra rất là nhiều phương pháp. Rất là nhiều phương pháp các anh chị. Người ta nghĩ ra đủ thể loại rồi, được gọi là chỉ báo, hay mình gọi là những cái biểu đồ đó, gọi là indicator. Thì người ta tìm ra đủ thứ phương pháp khác nhau và người ta giao dịch đủ thứ món hết. Cuối cùng á, là khi mà một ngày á, thì một cái người gọi là một cái cao thủ á, ông ta cái những cái chỉ báo ông ta bị hư hết, ông ta tắt hết những cái chỉ báo đó, ông ta mới nhìn thấy tự nhiên nó đầy quá dễ. Trong cái thị trường này giá nó đã quyết định hết tất cả mọi thứ rồi. Bởi vì sao ạ? Giá lên thì nó sẽ lên, giá xuống nó sẽ xuống, nó sẽ là giá ở thực tại. Và khi mình nhìn vào giá của một cái cổ phiếu đi á, thì mình sẽ biết được là đang đi về hướng nào. Còn á, nếu như mà chúng ta nhìn quá nhiều chỉ báo á, nó sẽ khiến chúng ta bị bối rối. Và nó sẽ khiến chúng ta là giá nó đang lên á, tự nhiên chỉ báo nó báo mình là nó đi lên rồi nó sẽ đi xuống. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó là dự báo trong tương lai, chứ nó không phản ánh hiện tại các anh chị ha. Và người ta có một câu nói thế này, là chỉ báo á, thì luôn luôn đi sau giá. Tại vì sao? Giá nó diễn ra rồi thì nó mới có những cái đường kẻ, đường kia này kia nó đi theo và nó đưa ra cái nhận định tiếp theo. Vậy thì vì cái việc nhận định nó không có một cơ sở nào thì tự mình nhận định cũng được vậy. Bởi vì trong thị trường này á, sau khi tìm đủ mọi cái phương thức chiến thắng á, thì người ta đúc kết ra là chỉ có hai phương thức một thôi để chiến thắng thôi. Một là nó ra buy, hai nó ra sell. Hết. Đâu còn cái gì ghê gớm hơn đúng không ạ? Bây giờ các anh chị có làm cách gì đi nữa đó, thì một nó buy, hai nó sell thôi. Thành ra khi mà chỉ báo nó vẽ lằng nhằng, nó sẽ làm cho các anh chị chúng ta bị rối và nó làm cho cái ngành tài chính nó trở nên phức tạp. Và đó là cái cơ hội để mà nhiều chuyên gia họ kiếm được lợi nhuận trên thị trường bằng việc đi dạy những chỉ báo đó. Giả sử các anh chị học 3 tháng trời, các anh chị tốn vài ngàn đô để các anh chị học một cái chỉ báo. Sau đó các anh chị phát hiện ra rằng là cái độ chính xác nó cũng chưa cao lắm, các anh chị lại đi học một chỉ báo khác. Thì suốt cuộc đời các anh chị học 20-30 cái loại chỉ báo. Nhưng mà cái điều quan trọng cuối cùng là thị trường nó chỉ diễn ra hai chiều thôi, chiều buy và chiều sell. Thỉnh thoảng thì nó nghỉ chiều chủ nhật với chiều thứ bảy nữa các anh chị ha. Thành ra là Bright Action là trở về nguyên bản của nó. Vậy thì trong cái thị trường này các anh chị, cái hành động giá là cái quyết định. Và cách đây một thời gian, có thể nói là 1700 mấy, nó cũng khá là lâu rồi, thì có một cái người đàn ông ở Nhật, và ông ta mới tìm một cái cách nào đó để ông ta giao dịch trên thị trường tài chính một cách nó dễ hơn. Không phải thị trường tài chính, bởi vì lúc này ông ta chưa biết đến thị trường tài chính. Ông ta là một thương nhân bán gạo các anh chị ha, bán gạo á, và người Nhật Bản. Có thể nói là người Nhật Bản là một trong những quốc gia mà có thể tạo tiền đề cho lĩnh vực trading khá là nhiều. Thì người đàn ông bán gạo này, ông tên là Honma, nó giống như Honda đó, nhưng mà là Honma. Rồi, thì ông này là một thương nhân bán gạo, và ông ta thấy cái giá gạo nó nhảy lên nhảy xuống mỗi ngày. Ông ta không biết cách nào để ông ta ghi chép hết. Bởi vì ví dụ như là giá hôm nay, giá nó sáng ra nó vừa mở cửa, ông ta ghi vô cái giá gạo mở cửa, thì cứ chừng hoài vài phút sau nó tăng giá rồi, ông ta lại ghi vô mấy giờ 15. Đó, mấy giờ 15 cái giá này, cái xong cái xuống cái mấy giờ 15 là giá khác, rồi mấy giờ 15 cái giá khác nữa.
thì chúng ta ghi phải vài chục cái trang giấy vẫn không đủ được cái tờ giấy để chúng ta ghi được cái giá giá gạo. Thì chúng ta mới phát minh ra một cái mô hình được gọi là mô hình nến. Hết giấy. Tới cái phần quan trọng là hết giấy không các anh chị ha. Ok, mình vẽ trên cái mặt này đi cho nó dễ. Có bao nhiêu anh chị đang tham gia livestream nhớ tương tác tí nha, cho nó phong phú. Ở đây các bạn này giờ chúng ta tham gia livestream chúng ta thấy chúng ta có thêm được những kiến thức tuyệt vời không ạ? Nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta có những kiến thức tuyệt vời như vậy thì các anh chị hãy like và share cái livestream để có thể giúp cho nhiều người chúng ta có thể thêm những kiến thức tuyệt vời này. Ok, tất cả chúng ta high five đi, nói là hay quá bạn ơi, cho ủng hộ cho chuyên gia chia sẻ chứ. Ok, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ thì tiếp tục các anh chị ha, về tiếp tục về ông Honma. Thì ông này á các anh chị, sau khi ông khám phá được cái mô hình này á các anh chị, ông trở nên ông nổi tiếng khủng khiếp luôn. Và ông được mệnh danh là cái người mà bán gạo, từ một người bán gạo đó các anh chị, trở thành người giàu nhất của Nhật Bản cái lúc đó. Và nếu như mà tính gia sản đến thời điểm hiện tại đó, thì ông có cái số, ông có cái gọi là tài sản nó lên tới 10 tỷ đô la các anh chị ha. 10 tỷ đô la nếu mà so với cái giá trị hiện tại. Thì ông Honma này á, sau đó ông được Nhật Hoàng các anh chị phong làm samurai nhờ cái đóng góp vào trong cái nền tài chính, nền kinh tế của nước Nhật lúc đó. Và từ đó người ta mới gọi đây là một ông tổ được gọi là samurai trader. Khủng khiếp các anh chị, samurai trader. Thì các anh chị biết samurai á, là nó rút kiếm đúng không? Chém một phát là con rùi đứt làm đôi. Đó. Nhưng mà đối với ông này á, là ông nhìn nến á, ông là nhân nến hợp nhất. Ông nhìn cái nến nào á, là ông đánh một cái là chết cái nến đó. Rất là khủng khiếp các anh chị. Thì ông được gọi là samurai trader. Thì ông mới khám phá ra một cái mô hình được gọi là nến Nhật. Nến Nhật. Vì sao ạ? Vì cái nến này được phát minh ở Nhật, nó được gọi là nến Nhật. Rất đơn giản các anh chị. Vậy thì á, alo. Rồi. Vậy thì cái nến Nhật này các anh chị, chính cái nến Nhật này nó đã thể hiện được cái giá trị, cái giá hiện tại của thí dụ như cổ phiếu hoặc là cặp tiền forex hay là vàng hay là coin vân vân. Thì chỉ cần nhìn cái nến này thôi là các anh chị đã biết mình phải làm gì rồi, mình không cần bất kỳ một cái lại chỉ báo nào hết, bởi vì nhìn cái lại chỉ báo nó làm cho các anh chị bối rối thêm. Vậy thì một cái nến Nhật các anh chị, mình đọc cái nến Nhật nó như thế nào. Sau khi mà ông Honma ông tìm ra cái bí quyết này á, rồi ông mới đưa ra một cái mô hình nó như thế này. Đầu tiên, đây là cái giá đi vào thị trường, nó được gọi là giá mở cửa, là open ha, giá mở cửa. Vậy thì khi một cái giá mà nó mở cửa đó, thì nó đâu có dừng lại ở điểm này các anh chị. Các anh chị nghĩ nó đi lên đâu mà giá nó phải tăng chứ, đúng không ạ? Giá nó tăng lên đây, nhưng mà nó tăng ở đây rồi nó có cố định ở đây không ạ? Nó lại đi xuống, đi xuống rồi nó có đứng lại đây không ạ? Nó lại tăng lên. Thì khi nó tăng lên tới cái điểm này, nó dừng ở đây, thì đây được gọi là giá đóng cửa. Và nó hình thành ra một cái thân nến. Đây là giá đóng cửa, close. Vậy thì cây nến á, mà màu xanh á, tức là cây giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thì nó được gọi là một cây nến tăng. Các anh chị ha. Mà trong thuật ngữ, trong ngành á, thì nó được gọi là bull. Bull là con bò, bởi vì sao? Cái đầu nó luôn hút lên trên. Và con bò là biểu tượng của phố quơ. Thì có nhiều anh chị không hiểu tại sao á là phố quơ lại lấy biểu tượng con bò. Ở Việt Nam mình tôi nói là hay nói gì các anh chị? Ngu như bò. Không lẽ là mấy ông tài chính này xong để con bò ở đây? Kỳ quá. Thì đó là biểu tượng con bò là giá tăng các anh chị hay bây giờ nhớ rồi ha. Ai nói mà ngu như bò là phải coi lại đó.
Rồi, nếu như ngược lại á, đây là cái giá đóng cửa. Giá ngược lại. Giá ở đây, giá xuống đây, dừng ở đây. Ở đây là giá open. Đây giá close. Và cái nến này là cái nến đỏ thì nó sẽ là cái nến sell. Và đố cái gì cái nến sell được gọi là gì ạ? Được gọi là gì? Bear. Bear là con gấu. Đó. Thì cái lý do vì sao gọi là bear, bởi vì con gấu nó hay tát. Đúng không? Nó có hai lý do, một là con gấu nó hay tát thì người ta gọi là con gấu. Và cái lý do thứ hai là ở Việt Nam mình đó, là mấy bà vợ thì hay gọi là gấu, mà cứ gặp vợ là bị lấy hết tiền. Mất tiền, đúng không? Thị trường đi xuống. Đó thì cứ gặp vợ là bị luộc, cho nên là mới gọi là gấu. Giá xuống là các anh chị ha. Thì các anh chị nhớ đi lên là con bò, đi xuống là con gấu. Rồi, thì đây là cái biểu đồ nến. Và cái điều quan trọng đó các anh chị, khi mà người ta nhìn vào hai cái giá từng đã diễn ra thì lúc này nó biến thành hai cái bóng, nó được gọi là bóng nến, hay là còn gọi là râu nến, hay được gọi là shadow. Ok, thì với bóng nến này khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ biết ngay lập tức là cái nến này nó đang gọi là giữa lực cung và lực cầu, hay được gọi là lực mua và lực bán, nó đang mạnh hơn, cái nào đang mạnh hơn các anh chị ha. Thì tôi lấy ví dụ ví dụ như tôi là người mua, anh Phamo là người bán, và chúng tôi chơi kéo co, chúng tôi chơi bật tay với nhau đó, chúng tôi chơi bật tay với nhau. Vậy thì nếu như mà tôi mạnh hơn thì tôi bật cho anh Phamo, thì lúc này tức là gì, lực bán nó mạnh đúng không? Rồi nếu như mà tôi yếu hơn anh Phamo lật lại thì lực mua của anh Phamo mạnh hơn, thì nó sẽ hiển thị trên cái biểu đồ nến này. Đây, cái bóng nến nằm ở trên đây thì nó sẽ tượng trưng cho giá cao nhất từng đạt được các anh chị ha. Nó được gọi là high. Và ở dưới đây thì là cái giá thấp nhất, lowest, giá cao nhất và giá nhất. Thì trong thị trường này người mua và người bán luôn luôn kéo co với nhau. Vậy thì trong quá trình giằng co như vậy, đóng cái kịch lại, vậy thì cái râu nến này nó sẽ tượng trưng cho bên nào đang đã thắng thế, đã có lịch sử đã thắng thế, đã win cái người còn lại. Vậy thì khi chúng ta nhìn một cái râu nến thì chúng ta sẽ biết được cái lực cung và lực cầu của cây nến đó. Giả sử nếu như bây giờ tôi vẽ cây nến này đó, thì các anh chị nghĩ là trong cây nến này thì lực cung, lực bán hay lực mua, lực nào đang mạnh hơn à? Và bất kể này màu gì ha, bất kể nó màu gì, xanh hay đỏ, nhưng mà các anh chị nghĩ là lực bán hay lực mua đang mạnh hơn? Từng mạnh hơn thôi. Lực gì ạ? Ai bán hả? Bán sao lại là buy được? Bán là sell chứ. Mua mới là buy. Nhưng bây giờ nó buy sell đi cho nó dễ, không lộn ha. Ai nói là buy mạnh hơn ạ? Lực buy đã từng tạo ra mạnh hơn ạ? Lịch sử. Ai nói sell ạ? Rồi 50-50 ha. Ok, vậy thì đây là cái giá thấp nhất từng đạt được, đúng không ạ? Và cái giá này bị ép lên trên đây để nó đóng cửa ở đây. Vậy thì trong cái diễn biến của cái nến vừa qua đó, thì tôi lấy giả sử nến này là nến 1 phút đi, thì là các anh chị bên nào đang mạnh hơn, bên nào kéo được bên kia lên? Bên nào ạ? Bên bay chứ, đúng không ạ? Đây là nến tăng. Bởi vì sao? Bởi vì có lúc là cái ông đây, ông này là ông sell, ông mạnh, ông vật được tay tôi, nhưng mà trong những giây cuối cùng á, tôi quất lên được lại, đúng không ạ? Khi tôi quất lên được lại thì tôi đóng cửa ở đây, thì đây là cái lực bay, lực mạnh, nó thể hiện qua cái râu nến dài ha, và cái râu nến đến dưới này nó dài các anh chị. Thì đây là cái nến đại diện cho lực bay cao. Ngược lại, rồi đây thì là ngược lại thì sao ạ? Lực sell đang mạnh. Vậy thì khi các anh chị nhìn vào những mô hình này á, thì sao? Khi các anh chị nhìn vào những mô hình này, các anh chị thấy là đây là một cái cây nến, nó đã diễn ra, lịch sử đã diễn ra rồi. Vậy thì vào trong cái nến tiếp theo á, một là nếu như cái lực nó còn tiếp diễn, các anh chị ha, giả sử như với sau cây nến này á, và nó được xét trên những bối cảnh khác nữa. Bối cảnh khác là sao ạ? Về xu hướng, về đường cản, một lát nữa phân tích tiếp được các anh chị. Thì nếu như đặt trong cái bối cảnh đó, ở đây là cái giá thấp nhất đã từng đạt rồi, thì nó xuất hiện cái nến này,
thì quyết định của tôi cao hơn thì lần sau tôi sẽ đặt buy, bởi vì xu hướng nó tiếp tục nó tăng. À, bởi vì tôi nhận định được rằng là đây là một cái biểu tượng mô hình đại diện cho lực bán, lực mua buy đang mạnh, và cái tâm lý của tôi thì vào cái nến sau tôi sẽ đặt buy nhiều hơn, tỷ lệ buy nhiều hơn các anh chị ha. Xét trong những cái bối cảnh khác nhau, dĩ nhiên không phải lúc nào nó cũng chính xác, nhưng mà nó sẽ xác suất lặp đi lặp lại. Bởi vì có một câu nói rằng là lịch sử trong tài chính thì cái lịch sử luôn lặp lại chính nó cho tới vô tận. Lịch sử luôn lặp lại chính nó cho tới vô tận. Vậy thì đây là những cái mô hình nó kinh điển này. À, các anh chị, thì đây là cái mô hình mà chúng ta có trong sách này. Nó là mô hình Bin 3. Một mô hình cực kỳ kinh điển, bởi vì sao? Nó xác lập rất rõ xu hướng của nến sắp tới trong cái lịch sử giá này diễn ra. Ok, thì đây là những cái ví dụ các anh chị thấy rằng nếu như mà trong lĩnh vực về tài chính đó các anh chị, về chứng khoán Mỹ, về Forex chẳng hạn, thì nếu như các anh chị chúng ta biết được càng nhiều cái mô hình nến thì chúng ta đã có một cái lợi thế để chúng ta có một cơ sở chúng ta vào lệnh. Các anh chị ha, có cơ sở thôi chứ tôi như nói là tỷ lệ chính xác 100%. Nhưng khi các anh chị có cơ sở để các anh chị chơi, giả sử như bây giờ các anh chị chơi một cái trò chơi gì đó mà các anh chị biết rõ luật chơi, thì cái tỷ lệ của các chị so với những người mà không biết gì hết thì ai cao hơn? Tỷ lệ thắng ai sẽ cao hơn? Người nắm được về luật chứ, đúng không ạ? Người nắm hiểu được về luật chơi. Trong những cái môn cờ cũng vậy, một cái kỳ thủ mà có thể chiến thắng những kỳ thủ khác, có thể lên tới hàng top thế giới đi, thì cái bí mật của họ đó, các chị biết bí mật của họ là gì không ạ? Một cái người muốn trở thành một người chơi cờ mà gọi là xuất sắc nhất, có thể là chiến thắng tất cả mọi đối thủ, thì cái bí mật của anh ta là gì, các anh chị biết không ạ? Là anh ta phải chơi hàng chục ngàn cái ván cờ các anh chị ha, anh ta phải chơi hàng triệu cái ván cờ, và anh ta nhớ là những cái thế cờ ở trong đó. Vô cái đường này là phải đi cái con cờ ở chỗ này, vô cái thế này phải đi con cờ ở chỗ này, bởi vì người ta mới có những cái cuốn là cuốn cờ thế, những cái cuốn cờ thế dày sắc này nè các anh chị, vô cho nó toàn vẽ thế cờ không à. Đó, và lâu lâu là phải có những cái trò chơi giải thế cờ đó, ví dụ các anh chị xem Thiên Long Bát Bộ đó, à, có một cái phần phải giải thế cờ đó. Thì trong tài chính như vậy nó có những cái thế, những cái thế mình gọi là đã set up sẵn. Vậy thì nếu như vô cái thế đó phải làm chơi cái đó. Còn nếu như các anh chị thích chơi ngược đó, thì dĩ nhiên các anh chị cũng được đó. Có những trường hợp các anh chị thắng, nhưng mà xác suất thua nó sẽ cao hơn, bởi vì mình đang đi ngược lại với lại lịch sử, mình đang làm điều khác biệt, khác biệt mình phải chịu, đúng không các anh chị? Vậy thì đây là những ví dụ về nến khi mà chúng ta bắt đầu vào trong giao dịch. Và cái phương pháp này các anh chị nó dựa vào trong yếu tố là nhìn vào giá, và cụ thể là nhìn vào biểu đồ nến để các anh chị chúng ta ra quyết định. Nó được gọi là price action các anh chị ha. Và tại cái price action này á, thì nó sẽ có những cái kiến thức để hỗ trợ cho các anh chị, để các anh chị dựa trên price action này các anh chị vào lệnh dễ hơn. Thì nó là yếu tố thứ nhất, xét về bối cảnh. Các anh chị luôn luôn nhớ là trong tài chính á, nó có một câu nói nè, câu nói là gì các anh chị? Đó là bối cảnh nó quan trọng hơn nội dung các anh chị ha. Bối cảnh quan trọng hơn nội dung. Nội dung ở đây là cái mô hình nến nó đang như vậy, nhưng mà đặt nó trong cái bối cảnh nào. Giả sử Bin 3 này á, nó sẽ xét thêm hai bối cảnh nữa, đó là xu hướng và thứ hai là cản. Thì bao nhiêu các anh chị biết hai khái niệm này rồi bao nhiêu anh chị biết về xu hướng và về cản rồi? Có một số anh chị đấy. Thì nếu như mình muốn vào lệnh, mình phải xét nhiều yếu tố, và trong cuốn sách của tôi đưa tới năm cái yếu tố để mà các anh chị vào lệnh lên. Năm yếu tố: thứ nhất là về khung thời gian, thứ hai là về xu hướng, thứ ba là về cản, thứ tư là về nến, và yếu tố quan trọng cuối cùng là yếu tố về volume, về khối lượng giao dịch các anh chị ha. Thì mình giải thích nó mất thời gian, các anh chị đọc sách nó nhanh hơn. Tiếp tục 30 giây quảng cáo. Rồi, bây giờ nữa nhờ anh Phomo đi, anh Phomo giảng về xu hướng với lại về cản để các anh chị mình có cái nhìn tổng quan. Thì sau đó mình sẽ đi vào một số những mô hình price action quen thuộc, và các anh chị chúng ta một lát nữa thì chúng ta mở tài khoản chúng ta thử trực tiếp. Anh chị đồng ý không ạ? Ok, ai đồng ý nói tôi nha, đưa tay nha. Vâng, trước khi mà anh Phomo chia sẻ thì các anh chị hãy dành cho anh Leo Cường một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Những kiến thức ngày hôm nay anh chia sẻ rất là tuyệt vời. Chúng ta để cho phần bắt đầu của Phomo thì chúng ta dành cho Peter Leo tràng vỗ tay đưa đụng ạ. Thì nãy như có hứa với các anh chị thì Phomo sẽ nói lại về năm cái tín hiệu mà thường bản thân Phomo thường chọn để làm một cái cơ sở để chúng ta lựa chọn một thị trường vào lệnh, được không ạ?
5 yếu tố ạ. Thường cái đầu tiên á, choice market, tức nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn thị trường. Lựa chọn thị trường thì khi mà chúng ta nghe một cái khái niệm lựa chọn thị trường như vậy thì một cái nghĩa đen là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ lựa thị trường trước, đúng không ạ? Có nghĩa là trong một thị trường, trong một broker giao dịch thì nó sẽ có nhiều, giống như là chúng ta đang dịch về chứng khoán, chúng ta sẽ có nhiều mã chứng khoán cùng lúc, được không ạ? Và mỗi một mã chứng khoán thì nó sẽ có một nhịp thị trường khác nhau, giống như thị trường về Apple, về Google, về Facebook, về Amazon, tất cả những nhịp thị trường đều khác nhau. Vậy thì nói một cách nôm na dễ hiểu là ở đây bao nhiêu các anh chị thường, chúng ta hay thường đi du lịch ạ? Anh chị nào thường đi du lịch không ạ? Anh chị nào thích đi du lịch ạ? Chỉ có một bạn ha, một bạn giơ tay. Còn tất cả các anh chị khác là chúng ta rất thích, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi khi mà chúng ta hãy tưởng tượng ha các anh chị, khi chúng ta là một khách du lịch, chúng ta tới một cái nơi, cũng giống như khi chúng ta bước vào một thị trường. Khi chúng ta du lịch thì điều gì làm chúng ta, một trong những điều là chúng ta thích nhất là gì ạ? Chúng ta chụp hình, đúng không ạ? Chúng ta selfie, chúng ta lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi đó, đúng không ạ? Và khi bản thân FOMO, các chị tưởng tượng là bây giờ FOMO bước vào một cái thị trường như vậy, nghĩa là khi mà bản thân FOMO vào một cái thị trường giao dịch, mà lúc đó hiện tại nha các chị, anh chị nhìn ngoài đường là trời nắng nó đẹp, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chụp hình được, chúng ta có thể quay phim được, chúng ta có thể livestream được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bây giờ mới bước xuống máy bay, trời mưa sao các anh chị? Chúng ta có làm được những điều đó không các anh chị? Không, đúng không ạ? Thì lựa chọn thị trường cũng giống như vậy các anh chị. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn thị trường theo cái mà chúng ta có thể cảm nhận được, theo cái thói quen của chúng ta. Có những thị trường khác nhau, thị trường theo trend, thị trường xu hướng tăng, thị trường xu hướng giảm, thị trường sideways. Vậy thì chúng ta lựa phù hợp với thị trường nào thì chúng ta sẽ chọn cho mình, lựa chọn nha các anh chị, chúng ta là chọn lựa nha các anh chị nha. Nghĩa là chúng ta phải lựa trong tất cả những cái danh sách về mã số về chứng khoán trước, chúng ta sẽ chọn chúng ta một cái thị trường hợp nhất với chúng ta, được không ạ? Và chúng ta lựa rồi chọn, chứ đừng có chọn một cái rồi lúc đó không biết lựa cái gì trong đó nha anh chị nha. Rồi cái yếu tố thứ hai các anh chị, FOMO hay ghi là Mr. M, có nghĩa là về thị trường, có nghĩa là Mr. Market, có nghĩa là về thị trường. Cũng giống như vậy các anh chị, khi các anh chị tới, thí dụ như các anh chị tới vừa xuống sân bay xong, chúng ta ra khu phố mà sầm uất nhất, chúng ta chụp hình, trời nắng đẹp, có nghĩa là chúng ta lựa được thị trường tốt, đúng không ạ? Đúng các anh chị. Khi lúc này chúng ta chuẩn bị đưa máy ảnh lên chúng ta chụp, thì lúc này tự nhiên cái xe nó chạy quá trời, bấm kèn rồi in ỏi, và chúng ta thấy trong tấm hình đó toàn xe không, không thấy chúng ta đâu hết. Có nghĩa là chúng ta không biết được cái diễn biến trong cái nhịp thị trường chúng ta vừa chọn nó là gì trong lịch sử vừa rồi. Thì các chị thấy khi chúng ta đứng ngay cái giờ cao điểm của nó xe đâu, đúng không ạ? Thì để mà chúng ta giao dịch thành công thì chúng ta cần phải có lịch sử, có nghĩa là chúng ta cần phải có thông tin về thị trường chúng ta lựa chọn, thị trường nó sẽ đang diễn biến là sideways, đang theo trend buy hay trend sell, nó sẽ hồi ở những điểm nào mạnh nhất, đúng không ạ? Và những cái khung, những cái nhịp thị trường nào nó sẽ đi sideways nhiều nhất. Đây là những cái thông tin mà chúng ta cần phải có từ một nhịp thị trường. Nghĩa là chúng ta phải đọc tín hiệu thị trường trước ít nhất là 10, 15 đến nửa tiếng để chúng ta có thể có những thông tin cơ bản nhất, đúng không ạ? Và để giúp cho các anh chị chúng ta có những cái thông tin cơ bản này nhất á, thì ở trong cái phần mô có một cái group để hỗ trợ tất cả các anh chị về giao dịch về tài chính á, thì nó có một cái file, file Excel về report, report về kết quả dịch hàng ngày. Thì trong đó nó có cái phần note, các anh chị sẽ note lại là điểm chúng ta vào lệnh ở đâu, lúc chúng ta vào lệnh thì nó có diễn biến gì ở đó. Thì khi chúng ta nhìn lại cái phần lịch sử, cái phần report chúng ta xem được á, chúng ta sẽ biết được cái khung thời gian thị trường đó thường xảy ra điều gì. Cũng giống như giờ mình hay nói đùa là đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh nhiều lúc là kẹt xe, đúng không ạ? Thì mình chụp hình thì mình mới tránh mấy cái giờ kẹt xe đó chứ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được cái thông tin từ lịch sử thị trường để giúp chúng ta có thể vào lệnh thị trường tốt hơn, đúng không ạ? Cái thứ ba đó là trend, có nghĩa là xu hướng. Thị trường chúng ta lựa chọn nó có xu hướng bay mạnh hay là sao mạnh trong những ngày vừa qua. Nếu như các anh chị có những cái report hàng ngày liên tục thì chúng ta sẽ nhận định được trong thời gian vài ngày vừa qua hoặc là trong thời gian một tháng vừa qua
xu hướng thị trường này nó sẽ tăng hay nó giảm, hoặc là nó tăng vào ban ngày, nó giảm vào ban đêm, đúng không? Thì khi chúng ta rõ điều này, thì khi chúng ta có những nhận định như vậy, những cái xu hướng thị trường như vậy, thì chúng ta sẽ giao dịch tốt hơn. Nếu chúng ta thích, chúng ta tăng, chúng ta chọn ban ngày, hoặc chúng ta muốn giảm, chúng ta chọn ban đêm, được không ạ? Đây là chúng ta phải biết cái xu hướng thị trường của nó đang diễn biến hiện tại như thế nào, và trong cái thời gian vài ngày vừa rồi như thế nào. À, cái tiếp theo nữa là cái cản gì? Điểm cản. À, điểm cản thì ở trong thị trường giao dịch về tài chính nó có hai cái khái niệm, gọi là cản kháng cự và cản hỗ trợ. À, thì kháng cự và hỗ trợ thì chúng ta sẽ như thế này anh chị. Hiện tại ở trong, chúng ta đang ở trong một cái không gian như này, nó sẽ có một cái gọi là cái này gọi là cái nền nhà, cái sàn nhà, đúng không ạ? Và ở trên này gọi là một cái trần nhà, đúng không các anh chị? Nếu như các chị xem bản thân FOMO như là một cái cây nến, được không ạ? Đúng không ạ? Thì khi mình đang lơ lửng như vậy ạ, mình đụng cái này thì mình sẽ dễ dàng mình nhảy lên, đúng không các anh chị? Và khi mình nhảy lên cao, nó đụng FOMO, nhảy lên đụng trên này, gọi là đụng cái trần á, thì nó sẽ bị như thế nào ạ? Đau là chắc rồi. Mình sẽ dội xuống, đúng không các anh chị? À, và nếu như cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục thì cái chỗ mà FOMO đụng lên nhiều lần á, nó có bị mỏng hoặc là nó yếu đi không các anh chị? Một lúc nào đó lực FOMO mạnh hơn, FOMO có thể nhảy xuyên thủng nó, điều gì xảy ra nữa ạ? Không, mình bay lên trên chứ, đúng không ạ? Mình bay lên trên thì mình lên cái lầu này, đang là lầu 1, thì chúng ta sẽ lên lầu 2, đúng không ạ? Thì lầu 2 nó cũng có cái này, nó sẽ thành cái sàn lại, ở trên nó cũng có một cái trần, đúng không ạ? Thì cũng giống như FOMO nói chia sẻ là khi mà các chị làm những cái report, những cái báo cáo mà lịch sử giao dịch hàng ngày á, thì chúng ta sẽ biết được những cái điểm cản như ở đâu. Và một điều FOMO muốn chia sẻ rằng với điểm cản á chị, nghĩa là cản hỗ trợ, cản kháng cự, nó là một khái niệm về tâm lý, nó không phải là một thông số kỹ thuật, đúng không ạ? Để đơn giản như dễ hiểu á, là ví dụ như chúng ta đang ngồi ở đây, là chúng ta đang offline ở đây, đúng không ạ? Thì thấy ở lát nữa khi khách dưới lầu á, nó chạy ra, nó ủ ngân hàng ngoài kia đang rút tiền. À, hoặc là khi là thấy người ta chạy nhiều quá đi, người ta nói là ủa đi đâu, nó kêu đổ xăng. Mình nói ủa đổ xăng thì có gì quan trọng đâu, thì thấy lát hồn mình thấy một nhóm người khác là chạy đi tiếp, đúng không ạ? Họ chạy đi đổ xăng, thì mình hỏi ủa sao mà đi đổ xăng, nói giá xăng mai tăng, đúng không ạ? Mình không quan trọng nữa, nhưng mà cùng mình thấy ai cũng xách xe đi đổ, thì các anh chị nghĩ mình trên đường về mình có len lén mình ghé cây xăng mình bơm đầy xăng không ạ các anh chị? Đúng không ạ? Vậy thì cái thông tin đó nó giống như một cái điểm ngưỡng cản tâm lý các anh chị. Chúng ta chưa xác định được như thế nào, nhưng chúng ta sẽ hành động theo số đông, đúng không ạ? À, và mình không biết là cái giá tăng là anh chị đổ được cái chiếc xe đó được bao nhiêu lít, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ làm theo điều đó. À, và cái điểm ngưỡng cản này cũng vậy các chị, nó là một cái điểm tâm lý anh chị ha. Và cái cuối cùng, tín hiệu cuối cùng nữa các anh chị, thì nó mới gọi là nến. À, thì cái phần này như Mr. Leo vừa chia sẻ lúc nãy các chị, tới cái phần nến này chúng ta sẽ có những cái tín hiệu nến khác nhau, như là nến Doji, nến Binba. Thì nến Doji và nến Binba thì nó báo hiệu xu hướng rõ ràng. À, thì nó sẽ có những cái mô hình. À, chúng ta sẽ đi cơ bản một vài cái mô hình nữa các chị ha. Hồi nãy thì Mr. Leo đã có cái phần chia sẻ về nến Binba, đúng không ạ? Các chị sẽ thấy một cái đoạn nến nhỏ thường thường như vậy nè. À, mấy cái này các anh chị nên viết lại ha, hay vẽ lại, bởi vì để cho mình nhớ. Cái này thì nó gọi là nến Doji các anh chị, tức là khi lúc này lực mua và lực bán nó sẽ bị giằng co. À, nó thấy các chị thấy giá nó có thể đẩy lên đẩy xuống, đẩy lên đẩy xuống, là hai bên lực cân bằng với nhau, thì thường nó đóng ở một cái gạch rất là nhỏ. Thì lúc này các chị thấy cái thị trường nó báo hiệu nến Doji liên tục như vậy, nghĩa là thị trường hầu như nó đang chờ những cái đột phá mới, giống như lực mua lực bán nó đang hầu như bằng không, cân bằng. Thì lúc này các anh chị thử hỏi, nếu như các anh chị thấy như vậy thì các anh chị biết xu hướng thị trường nó sẽ tăng hay giảm mà. Vậy thì nó có phải là thời điểm chúng ta sẽ giao dịch không các anh chị? Không, đúng không ạ? Tại vì nó không có một cái gì rõ ràng cả, đúng không ạ? Thì người ta gọi là những cái nến Doji là những cái nến chỉ báo, nó có thể là thay đổi xu hướng. Tại vì sau đó vài nhịp thị trường nó có thể thành xu hướng buy hoặc xu hướng sell,
Rồi. Nhưng mà nó phải kết hợp thêm với những cái là lịch sử của nó nè, với thêm những cái điểm cản nữa, cản kháng cự, cản hỗ trợ nữa, đúng không ạ? Một cái mô hình thứ hai các anh chị. Cái này nó gọi là Insaba. Các anh chị thấy FOMO vẽ phát họa nha các anh chị. Có nghĩa là các anh chị thấy có một cái nến trước và cái nến tiếp theo nó nằm lọt lòng. Có nghĩa là các anh chị thấy cái nến này, cái độ dài biếp của nó như thế này các anh chị. Cái nến tiếp theo nó nằm lọt lòng trong cái này. Thì họ gọi cái cây nến phía trước đây là cây nến mẹ, gọi là Mother 3. Thì cái cây nến con này nó nhỏ hơn hơn mẹ. Thì lúc này thì sao ạ? Mẹ nói sao? Nghe vậy. Được không các anh chị? Có nghĩa là lúc này là cái nếu như cái nến này là cái nến sale thì xu hướng thường nó sẽ sale tiếp tục theo mẹ. Mà ngược lại nếu cái nến này bay thì thường thường nó sẽ bay theo mẹ, đúng không? Tại vì lúc này là con còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi nha anh chị. Quyền quyết định vẫn thuộc ở mẹ, đúng không ạ? Và ngược lại các anh chị. Có những cây nến con các anh chị, các anh chị thấy nó lớn hơn cái nến mẹ, nó gọi là mô hình ao xe ba. Thì lúc này thì nó sẽ đi theo cái xu hướng con, đúng không ạ? Nó đi theo xu hướng con. Thì ngoài ra thì nó còn có những cái mô hình như là mô hình pha kê, mô hình pivot, thì nó là một những cái tín hiệu mà khi chúng ta nhận định tiếp tục về cái thị trường. Nghĩa là sau những cái tín hiệu, cái cuối cùng là về nến, thì các chị đọc thêm được những tín hiệu về cái này, đúng không ạ? Nó còn có mô hình là ba cái nến liên tục, hay là mình gọi là ba chàng lính ngựa lâm, hoặc là nhiều người gọi là cả nhà thương nhau á. Có nghĩa là bay bay bay, nó sẽ gọi tín hiệu bay, nghĩa là ba bay, mẹ bay, con bay, thì nguyên nhà bay luôn, đúng không ạ? Thì là cả nhà thương nhau. Rồi còn nhiều tín hiệu là một nến, tín hiệu hai nến, tín hiệu ba nến, hoặc là một chuỗi nến, nó báo chúng ta điều gì. Thì trong những cái buổi mà đào tạo mà chia sẻ sâu hơn á về phương pháp giao dịch, phương pháp kỹ thuật á, thì FOMO sẽ nói rõ hơn về cái phần này, được không các anh chị? Thì ok các anh chị nắm được những cái mô hình mà anh FOMO vừa chia sẻ các anh chị chưa? Vẽ lại nha. Thì ở video tổng hợp thêm một chút xíu nè. Dựa trên những mô hình này thì trước khi mà một lát đây á, sẽ khoảng tầm 10 phút nữa đi, thì các anh chị chúng ta mở, ai có tài khoản rồi mở tài khoản, ai chưa có thì mình mở tài khoản nhanh để mình nhìn thị trường, mình cùng phân tích thị trường với nhau. Nhưng mà ở đây là các anh chị hiểu mô hình rồi, thì tổng hợp là những gì mà anh FOMO vừa chia sẻ đó, thì Leo sẽ đưa cho các anh chị thấy những cái tín hiệu để các anh chị chúng ta vào lệnh như thế nào nè. Ở đây giả sử như hồi nãy các anh chị học được, Leo tổng hợp ba cái mô hình đơn giản nhất thôi, ba mô hình đơn giản nhất mà nãy anh FOMO vừa giới thiệu các anh chị, thì là sao ạ? Mô hình đầu tiên mô hình gì ạ? Bin ba, đúng không ạ? Đây là một ví dụ của pin 3 tăng, đây là ví dụ của pin 3 giảm. Thì mô hình đầu tiên, mình một lát nữa mình sẽ thăm dò thị trường, mình xem là có pin 3 hay không. Ok, vậy thì tiêu chí làm thế nào để có thể các anh chị chọn được một pin 3 đẹp để các anh chị vào lệnh ha. Bởi vì pin 3 là có thể là nó không phải trong trường hợp nào nó cũng đúng các anh chị. Nếu như mà nó cứ ra pin 3 sau đó là nó đúng như là cái dự đoán thì thôi chắc tôi kê cái nhà tôi chơi cho nó nhanh. Nhưng mà các anh chị, đó là lịch sử lặp lại thôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng chính xác. Nhưng mà ngoài yếu tố khi các anh chị nhìn pin 3 đó, và các anh chị cộng thêm những cái đặc điểm, những cái yếu tố thị trường để các anh chị vào lệnh á, thì các anh chị sẽ phân biệt được thế nào là một cái pin 3 xứng đáng để các anh chị chúng ta vào lệnh. Điều đầu tiên, cây pin 3 này, cây râu của nó, các anh chị, nó phải hơn 2/3 so với lại cái thân nến ở trên, so với lại cái thân nến nè. Thì đây là 1 nè, 1/3 nè, thì cái này nó phải là 2/3, hoặc thậm chí nó dài gấp 3 lần so với lại là cái thân nến. Nói chung là cái râu nến nó càng dài càng tốt, bởi vì như vậy thì xu hướng nó sẽ được xác lập mạnh hơn. Thì các anh chị cũng đã hiểu đây là chính là cái lực bay á, nó đẩy lên mà, đúng không ạ? Thì khi lực bay đẩy lên càng mạnh, tức là râu nến càng dài thì cái xác suất để mà sau đó nó đảo chiều nó sẽ cao hơn các anh chị ha. Nhưng mà nếu như chúng ta đặt trong cái bối cảnh á, đây, nếu như đây là yếu tố 1 là về xu hướng trend, nếu như trend đang tăng, xu hướng đang tăng mà lại có một cây pin 3 tăng thì sao ạ? Tiếp tục sau đó thì cái xu hướng tiếp tục nào là nó sẽ diễn ra, nó lại bay tiếp,
thì lúc này mình được gọi là pin 3 thuận chiều. Các anh chị ha, pin 3 cùng chiều, thuận chiều. Tôi hay gọi cái mô hình vui này là mô hình cây nến của thần Tho. Các anh chị, bởi vì nó giống cây búa. Các anh chị, nó có cây đầu ở đây, là cái thân đây. Thì nếu như đặt trong bối cảnh xu hướng nó là một cây nến màu xanh hoặc là cây nến mà màu đỏ cũng được, nhưng cái thân nó, cái râu nến nó dài gấp 3 lần so với thân nến. Và theo cái hướng này thì nó là một cây pin 3 thuận chiều trong một xu hướng tăng. Nhưng ngược lại, nếu như nó nằm ở thứ hai, yếu tố là cản. Ok, và đây là được gọi là đáy. Đây là cản trên ha, mình gọi là đây là hỗ trợ, hay còn gọi là support. Đây là kháng cự. Đó. Thì nếu như mà nến nó xuống đây, nó đang giảm, 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 giảm. Xuống đây nó xuất hiện một cây pin 3 như vậy. Thì các anh chị nghĩ tiếp theo là nó thế nào ạ? Nến sau nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ đảo chiều, nó sẽ bay. Thì ở đây tôi sẽ đặt một cái lệnh bay, nhưng tôi phải nhìn cây nến này. Thứ nhất, râu nến nó có dài hay không? Tiếp theo là gì? Sau đó thì tôi nhìn là nó đã tới cái cản này hay chưa? Thậm chí nó phá luôn cái cản. Rồi. Và sau xét hai yếu tố đó thì tôi còn nhìn thêm yếu tố nữa, là yếu tố về volume. Volume là cái gì? Là khối lượng giao dịch. Tức là trong thời điểm này, nếu như mà thị trường nó cứ đi một chút, một chút, một chút, một chút, nó tạo ra nhiều cái nến như nãy các anh chị học là nến doji, là nến mà cái thân nó rất là nhỏ, chỉ có hai râu nến thôi, dài thôi, hay là nến pin 3, thì tức là sao ạ? Lúc này là khối lượng giao dịch của các trader đang rất là ít, số lượng cung và cầu không nhiều, thì giá nó biến động rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ. Thì khi mà giá biến động nhỏ đó, chỉ cần thêm một lượng trader bên đầu nào nó vào thôi, thì nó sẽ tạo ra cái biến động ngay. Thì trong cái trường hợp đó không chính xác các anh chị ha. Nhưng nếu như trong một cái bối cảnh mà volume lớn, tức là cây nến nào cây nến nấy, gọi là nó chắc, nó to, nó bự, nó cây nào cây nấy nó chắc như vậy, thì nó là một cái thị trường đang có volume tốt, giao dịch tốt. Thì đặt trong bối cảnh này thì tôi sẽ buy. Thì tôi không nói cái tỷ lệ này nó chính xác tuyệt đối, nhưng mà chỉ cần khi các anh chị giao dịch, giao dịch là một bài toán, nó gọi là zero sum game, tức là một bài toán có tổng bằng không các anh chị ha. Thì khái niệm zero sum game các anh chị sẽ được giải thích sau. Nhưng mà trong cái khái niệm này á, nếu như mà các anh chị chúng ta chỉ cần giao dịch, chúng ta có được một cơ sở là tỷ lệ 51% thắng, 49% thua, thì các anh chị đã thắng trong cái trò chơi này rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình cho trong xác suất là buy sell 50-50, thì dĩ nhiên một ông thắng thì một ông thua, ông buy thắng ông sell thua. Thì nếu như mình có một cái cơ sở để các anh chị 51% hơn ông kia là 1% thôi, 49% đó, thì là các anh chị đã có cơ hội thắng rồi. Vậy thì các anh chị xét nhiều yếu tố vào lệnh này, nếu như mà các anh chị thấy nó phù hợp, thứ nhất đặt trong bối cảnh là về xu hướng, thứ hai về cản, thứ ba là về volume. Ok, rồi hỗ trợ kháng cự, hỗ trợ cự là cản, thì các anh chị chúng ta sẽ quyết định vào lệnh. Và nếu như chưa đủ ba yếu tố này hoặc các anh chị chưa tự tin thì mình sẽ không vào lệnh. Và các anh chị nên nhớ là trước khi mình vào một cái lệnh nào đó thì mình hãy cho mình tất cả những câu hỏi, những lý do để mình không vào lệnh giao dịch. Nghe nó hơi ngược đúng không ạ? Hãy cho mình tất cả lý do để mình không vào lệnh. Khi mình không tìm thấy bất kỳ lý do nào thì mình mới chơi. Nếu chỉ có một lý do thôi để mà mình còn nghi ngờ thì các anh chị không nên giao dịch trong cái lệnh đó. Rồi, thì đây là những cái yếu tố mà để các anh chị xét. Và tương tự như vậy, nến lòng mẹ, quên, nến inside 3 đó, tôi gọi là nến lòng mẹ, hay là cái nến mà outside 3 là nến con đã trưởng thành đó, thì hai cái nến đó thì cũng phải xét trong những bối cảnh là xu hướng nó như thế nào, cản nó như thế nào. Rồi, yếu tố về volume, thì lúc đó các anh chị mới đủ cơ sở để các anh chị chúng ta vào lệnh. Thì đây là một cái, những cái điều mà trước khi mà chúng ta bắt tay vào thị trường. Và ok, bây giờ nó là một lát nữa các anh chị nhìn phân tích á, trên trực tiếp trên biểu đồ các anh chị sẽ dễ thấy hơn các anh chị ha. Còn nếu như mình nghe về lý thuyết mà các anh chị không thực hành á, thì các anh chị cũng khó để các anh chị nhận định. Thì chúng ta sẽ có 10 phút để các anh chị chúng ta chuẩn bị cái tài khoản. Các anh chị tài khoản có tiền càng tốt để các anh chị có thể là kiếm được lợi nhuận trong lớp. Còn nếu không thì các anh chị chúng ta cũng phải mở ra để chúng ta xem thị trường nó dịch thế nào. Và qua cái sự phân tích á, thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được cái diễn biến của thị trường. Thì 3:30 chúng ta sẽ live action, tức là chúng ta sẽ mở thị trường lên, chúng ta phân tích và các anh chị sẽ nhìn những cái mô hình này trong thực tế. Thì còn những mô hình nâng cao á, ví dụ như mô hình pha cây, là còn gọi là cá mập săn mồi đó, thì cái đó thì cần phải có thời gian theo dõi, thì các anh chị sẽ theo dõi trong một cái buổi khác, mình sẽ trao đổi với nhau trong buổi khác các anh chị ha. Hoặc là các anh chị đọc trong sách thì các anh chị sẽ nắm rõ cái điều đó. Ok, và chúng ta sẽ có
10 phút. Rồi, cho chàng vỗ tay các anh chị. Cho không khí nó sôi động. Đây là thời gian để các anh chị chúng ta chuẩn bị ha. Anh chị nào muốn mà chúng ta thực hành trực tiếp luôn á, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình cái tài khoản giao dịch của cá nhân mình. Giờ anh mở mở sẵn lên cái đi. Ở đây chạy tập cho hồi nãy bạn nào nói cho mượn tài khoản thì bạn nào các em nhập tài khoản của em lên cho anh. Chuẩn bị. Rồi em nhập pass đi, em nhập để bạn nhập pass. 265. 0665. Cái khuyến cáo nữa nha các anh chị, để chúng ta đảm bảo những cái tín hiệu mà giao dịch tốt nhất thì các anh chị nên, bạn nào mà đang sử dụng điện thoại á, chúng ta nên sử dụng 4G của cá nhân được không ạ, để dành đường truyền cho cái máy chiếu chúng ta, để chúng ta nhìn tín hiệu nó đều và chuẩn hơn được không ạ. 06 rồi một mở lên đi. Một lát nữa đây thì Leo với anh Phạm Mô sẽ nhìn thị trường và phân tích trực tiếp. Coi như là mình sẽ phân tích lại là những cái yếu tố để vào lệnh. Nó có những cái lệnh có phù hợp để mà chúng ta vào lệnh hay không các anh chị ha. Thì trong thời gian này thì anh chị nào mình có tài khoản đó, mình có thể mình mở tài khoản để mình theo dõi cho dễ, tài khoản của Copy Trading. Thì trong thời gian chờ đợi đó thì có nhiều anh chị đang xem live stream á, mình chưa biết Copy Trading là gì đó. Thì Leo cũng giới thiệu qua nhanh hơn. Copy Trading là một sàn giao dịch các anh chị ha, và nó tập trung vào trong giao dịch chứng khoán Mỹ. Trong đó thì sẽ giao dịch top 20 cái mã chứng khoán hàng đầu. Trong đó là nó có Facebook, nó có Google, nó có Visa, nó có Coca-Cola, nó có Mastercard, nó có Nike, vân vân, rất là nhiều 20 top công ty. Và chúng ta sẽ trong cái giao diện này các anh chị, nó cực kỳ đơn giản. Vì sao mà chúng tôi chọn cái giao diện này? Bởi vì là
nền tảng này các anh chị, nó tinh giản, nó chỉ có một cái biểu đồ nến thôi và nó rất là phù hợp để chúng ta theo dõi về price action, chúng ta theo dõi cái biểu đồ nến đi như thế nào. Thì các anh chị chúng ta sẽ có những cái cơ sở để chúng ta vào trong lệnh giao dịch và chúng ta kiếm được lợi nhuận với nó. Và cái yếu tố thứ hai khác biệt của copy trading á, là sàn giao dịch này thì nó có một cái chức năng rất là hay, đó là các anh chị chúng ta có thể copy theo cái người trader mà các anh chị yêu thích. Nếu như mà cái ông nào mà các anh chị thấy là chơi hay á, chơi mà phù hợp chiến lược á, thì các anh chị có thể click cho copy ông đó. Còn cái thứ hai á, là nếu như mà các anh chị thấy ông nào mà chơi thua hoài á, mình có một chức năng là mình đánh ngược lại. Ok các anh chị, giống như một cái kinh nghiệm á các anh chị, mà tôi hồi xưa tôi giao dịch á, thì tôi hay đi hỏi phương pháp. Ví dụ mà tôi thấy ông nào mà mặt cứ tối tối, ông nào mặt tái tái á, mà lúc nào cũng buồn buồn á, nói là anh ơi em thua nhiều quá, nguyên tháng em chơi thua mà, tôi sẽ em chơi phương pháp nào vậy đó, tôi ghi vào giấy xong tối tôi quýnh lại ngược lại thì ông nó thua rồi tôi thắng. Đó các anh chị, nhưng mà ở đây là tích hợp luôn, tức là các anh chị có thể tự chơi ha. Hai là các anh chị có thể copy theo một trader yêu thích, và ba là các anh chị copy ngược lại. Thì đó là một cái tính năng rất là ưu việt. Và ngoài ra thì cái việc nạp rút nó cũng dễ dàng thông qua là Bitcoin, rất là minh bạch các anh chị về blockchain. Cũng FOMO cũng xin nhắc lại các anh chị là bây giờ chúng ta sẽ mở tài khoản, riêng bản thân FOMO cũng sẽ dùng cái điện thoại của mình thì chúng ta có thể để dành đường truyền cho cái máy chiếu, đúng không ạ? Và một trong những cái thị trường mà bản thân FOMO thường giao dịch và có những cái lịch sử, cái report thường nhất á, là một số thị trường như là Apple, Google, Facebook, Intel. Thì chúng ta để chúng ta đỡ mất thời gian là chúng ta sẽ chọn ưu tiên ha, riêng bản thân FOMO sẽ ưu tiên một số thị trường đó, tại vì lịch sử mà chúng ta thường xuyên như vậy chúng ta sẽ dễ nhận định thị trường hơn, đúng không ạ? Và cái công thức quản lý vốn chúng ta vẫn tuân thủ là khi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dịch với nhau, vậy chúng ta cần cái tín hiệu từ MM, đúng không ạ? Giống như hồi nãy chúng ta cần thông tin từ thị trường. Nếu như thị trường nó thuận lợi, những cái nhận định chúng ta nó chính xác thì chúng ta sẽ giao dịch liên tục để đạt ra target ít nhất là 1% một ngày, đúng không ạ? Và nếu như thông tin mà thị trường chúng ta phân tích mà nó bất ổn, chúng ta sẽ có một vài lệnh lose, thì khoảng 3 hoặc 4 lệnh lose chúng ta sẽ off để chúng ta đảm bảo nguyên tắc là quản lý vốn chúng ta, và chúng ta sẽ trở lại thị trường vào cái dịp khác, đúng không ạ? Tại vì lúc này có chụp selfie thì trời đang mưa rồi, đúng không anh chị? Okay. Các anh chị mình lưu ý là trước khi chúng ta thực hiện giao dịch trực tiếp thì một cái lời khuyên của chúng tôi là các anh chị phải trang bị kiến thức trước. Hầu như vì sao người ta thất bại trong thị trường này các anh chị, bởi vì nói nôm na là ảo tưởng sức mạnh ha, tức là mình chưa có kinh nghiệm gì hết nhưng mà mình vào mình giao dịch như đúng rồi ấy, giống như là một chuyên gia đó các anh chị, buy sell bull or sure. Mà người ta nói rằng trong tài chính mà các anh chị mình không có kiến thức á, thì cũng giống như là người mù mà đi trên bãi mìn các anh chị, thì sao các anh chị, chỉ có banh xác thôi, rất là nguy hiểm. Thành ra là hãy trang bị cho mình những kiến thức nền tảng. Ít nhất thì các anh chị phải biết đọc được cái biểu đồ nến. Các anh chị phải biết trend là gì, cản là gì. Các anh chị phải biết quản lý vốn. Đó là những kiến thức vỡ lòng các anh chị ha, mà một trader phải biết trước khi vào thị trường. Và đặc biệt trong mọi tình huống thì các anh chị chúng ta phải có quản lý vốn. Giống vừa rồi anh FOMO anh nói đó, là giao dịch đến bao nhiêu anh, bao nhiêu stop loss? Chúng ta sẽ stop loss khoảng 3-4 lệnh nếu chúng ta phân tích thị trường nó bất ổn. Nếu như mà tôi với môn mà phân tích mà từ 3-4 lệnh mà lose liên tục á thì thôi chúng tôi sẽ ngưng. Bởi vì sao ạ? Như vậy là lúc này là thị trường nó đang ngược lại với lại những cái mô hình đã từng diễn ra. Thì trong những thời điểm này tốt nhất các anh chị đó, đóng máy đi ngủ các anh chị ha, hoặc là đi nhậu. Và để giống như là nhiều bạn có gửi câu hỏi là cái ID Live thì FOMO vẫn giao dịch cái ID Live cũ là 642021 nha các nha. Để các bạn có thể tiện cho follow, nhiều khi chúng ta thấy hình ảnh ở đây nó hơi máy chiếu nó hơi mờ một chút. Có
Ồ. Rồi, thị trường chúng ta vẫn ưu tiên là Apple nha các anh chị. Rồi, chúng ta giao dịch Apple bây giờ là đúng 3:30 ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Ok, các anh chị, mình mở Apple. Trong thời gian mà các anh chị đang theo dõi với lại chúng tôi chờ đợi tín hiệu á, bây giờ chắc nhờ mấy bạn hỗ trợ tắt đèn đi chứ tối quá không có thấy gì trên máy chiếu hết. Sáng quá không thấy được. Rồi, ở cái khung thời gian Apple hiện tại nha các anh chị thấy hiện tại là xu hướng nó đang test cản 24.16 rất là nhiều lần. Đúng không ạ? Và rồi. Ok, thì để InfoMo lo vấn đề kỹ thuật thì trong thời gian này tôi sẽ chia sẻ các anh chị thêm về trước tiên là về cái giao diện đã, một số anh chị nào chưa biết. Thì các anh chị thấy là đây là cái giao diện của CopyTrade, cái đèn này tắt được không? Hay là cái đèn do cái này. Rồi, ok, quá đẹp. Kệ nhìn nó hơi dễ xíu. Ok. Thì các anh chị thấy đối với copy trading á, thì là chúng ta sẽ có ở đây cái giao diện của nó, một bên á, nó là màn hình biểu đồ về nến. Nến sẽ hiển thị cho giá hiện tại. Và trên biểu đồ này thì các anh chị chúng ta sẽ chọn được 20 cái mã chứng khoán phổ biến nhất để các anh chị giao dịch. Và đây chúng tôi chọn là Apple nè. Và các anh chị thấy đây là cái đường giá của nó. Và nó sẽ hình thành ra những cái cản ở trong đường giá này. Nhưng mà mình lưu ý là cái cản này nó chỉ là cái cản ngắn thôi, cản ngắn hạn thôi. Mình không thể nào mình xác định xu hướng chỉ dựa trên một cái cản ngắn như vậy được các anh chị ha. Do đó thì là theo lời khuyên chúng tôi là các anh chị phải dành ra ít nhất là 5 phút để các anh chị xem thị trường nó diễn biến như thế nào. Bởi vì là đây là trong thời gian 1 phút thì tổng cái số lượng nè, từ ban đầu tới bắt đầu đây thì nó sẽ khoảng 30 phút cho cái chart này. Thì một xu hướng trong 30 phút cũng chưa nói lên điều gì các anh chị. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy là Apple là xu hướng tăng cao hơn, hay mình còn gọi là xu hướng là bullish như các anh chị đã học ha. Đó, như là xu hướng này các anh chị thấy là xu hướng tăng nhiều hơn và nó đã phá qua cản giá mấy lần rồi. Thành ra trên cái đà này thì dự báo nó có thể nó tiếp tục nó tăng, nhưng mà không điều gì là chắc chắn hết, bởi vì có thể đến một cái lúc nào đó thị trường lực mua lực sell nó mạnh lại thì nó sẽ đảo chiều các anh chị, và chúng ta sẽ có 30 giây order để mà các anh chị chúng ta tiếp tục. Các bạn thấy hiện tại thì khi mà cái giá đóng cửa vừa rồi, cái nến vừa rồi á, nó có một cái nến sell pin ba, nó chứng tỏ là một cái điều là cái lực thị trường nó đang bay, nó bắt đầu nó yếu dần rồi. Chúng ta sẽ đợi những cái tín hiệu mà sell nó rõ hơn một chút, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ vào lệnh hoặc là tín hiệu bay. Tại vì bây giờ giá nó ngưỡng quá cao, các anh chị thấy không ạ? Khi chúng ta đọc được những tín hiệu thị trường, chúng ta thấy, chúng ta nhận định là nó bắt đầu có hình thành xu hướng sell rồi. Ồ. Điều chỉnh lại cái lệnh vào. Điều anh. Em vào 10 thôi, tài khoản không có được lệnh nhiều đi. Order 1, order 10, 10 đô một lần ha. Rồi, chúng ta cùng nhau chờ đợi cái tín hiệu. Các anh chị thấy là giống như là chúng ta đã nhận định là khi mà nó đụng cản kháng cự 24.3 bắt đầu có xu hướng đảo chiều, đúng không ạ? Và lực đến hình thành cái gì ạ? Ba nến, đúng không ạ? Xu hướng sell có, bắt đầu có, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đang đi xu hướng xuống dưới và hiện tại giá nó đã phá cản 24.2 rồi. Thì một vài nhịp tới nếu thị trường vẫn có thể hiện rõ xu hướng sell như vậy, chúng ta sẽ vào lệnh. Đúng cái gì? Các anh chị ưu tiên là sử dụng 4G nha các anh chị nha. Thank you.
Rồi bây giờ anh FOMO thấy diễn biến như thế này là nó có đảo chiều không hay là nó tiếp tục nó tăng tiếp? Hiện tại thì các chị thấy khi mà giá có hình thành xu hướng sell rồi, nhưng mà bây giờ lại một cái lực nến buy đi lên, thì điều gì nó nói điều gì các chị? Các chị thấy trong một cái đoạn khoảng lịch sử giao dịch từ dưới này lên, các chị nó đang có hình thành một xu hướng gì ạ? Xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì thị trường luôn đúng không ạ? Trend nó mạnh hơn và bắt đầu trở lại cái điểm ngưỡng mà chúng ta vừa bắt đầu phân tích là 24.35, và chúng ta sẽ đợi thêm tín hiệu ở cái nhịp cản này được không các anh chị? Có thể nói là với cái biểu đồ này thì nó chưa xác lập rõ một cái xu hướng các anh chị ha, mặc dù nó đang là xu hướng tăng, tức là đang ở trong thị trường mình gọi là bullish, nhưng mà các anh chị thấy đây là một cái biểu, đây là một cái minh họa rất là rõ cho cái nhữ của thị trường, hay mình còn gọi là cá mập săn mồi á, là ở điểm này. Tức là sao ạ? Thị trường đang tăng, nhưng mà bỗng nhiên á, nó xuất hiện ra một thanh đỏ, rồi sau đó là thanh đỏ thứ hai, thì tâm lý của trader á, mình sao ạ? Mình nghĩ đảo chiều đúng không ạ? Mình sẽ sell. Hầu như nếu đây là nến quay tinh thì chúng ta sẽ sell đây, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị thấy đột nhiên nó lại xanh, nó tăng lại. Nhưng mà sau cái nến này, nếu như các anh chị biết cái mô hình này thì các anh chị thấy nó lại tăng một vài lần, thì sau đó nó mới tiếp tục ở cái xu hướng tiếp theo. Các anh chị thấy không ạ? Ở cái xu hướng cản 24.35 á, và đây là lần thứ hai nó đụng, nó dội, thì chúng ta nốt lại trong cái report của chúng ta, đây là một cái điểm nhấn để chúng ta cần lưu tâm hơn, đúng không ạ? Một cái điểm thông tin quan trọng từ Mr. M, có nghĩa là từ anh thị trường, đúng không ạ? Anh Trường không phải Xuân Trường. Và khi chúng ta càng ghi chú càng nhiều chi tiết từ thị trường thì chúng ta sẽ thấy là thị trường nó rất là rõ ràng và chúng ta có thể nhận định được. Là bây giờ là giá đang có một cái dấu hiệu rồi, là giao dịch trong một cái vùng nhỏ. Chúng ta sẽ vào lệnh sell ở cái nhịp thị trường này các anh chị. Sell. Rồi. Dạ. Đây một lần thứ hai cái lịch sử lặp lại các anh chị. Các anh chị thấy ở lịch sử vừa rồi, các anh chị thấy đúng không ạ? Chúng ta đang có những cái cản này và đang có cái nhịp phá cản ở đây rồi. Và chúng ta đang thấy hình thành là bốn nến sell. Chúng ta đang có xu hướng 3, đúng không ạ? Và lực sell chúng ta đi, có phải là lúc này là độ nến pip nó cao hơn, nó mạnh hơn cái lực sell ở nhịp thị trường vừa rồi không ạ? Và xu hướng sell lần này nó mạnh và nó rõ hơn, đã phá cản. Nên ở đây chúng ta thấy là cộng với những cái volume nó mạnh hơn nhịp thị trường cũ. Và nó sẽ hình thành xu hướng sell mạnh hơn, và lý do mà FOMO đã vào một cái lệnh sell thị trường này. Ok, tuyệt vời. Đây nha các anh chị nha. Như các anh chị thấy là đây, chúng ta thấy là đây có một cây nến giả, ở đây là cây nến pin 3, nhưng mà đang trong một xu hướng trend mạnh, thì chúng ta phải đánh theo trend nha các anh chị. Và bằng chứng là vừa rồi FOMO đã đánh cho các anh chị thấy lệnh một lệnh sell và nó đã win 10 đô rồi. Và bây giờ là có vẻ như giá đang hồi lại cái vùng hỗ trợ ban đầu, thậm chí là bứt luôn, đã bứt cản các anh chị ha. Thông tin là từ cản dưới, thì khi chúng ta mở video lên sớm thì chúng ta chưa có thông tin, nên chúng ta cần phải thêm một số thông tin từ thị trường xem là cái điểm hồi nó sẽ xuất phát từ đâu để chúng ta có thể là ghi chú lại được các anh chị. Nhưng mà bây giờ các anh chị thấy ở đây có hình thành là một cái cây nến pin 3, nhưng mà nó chưa đủ mạnh để nó báo là lực thị trường nó bắt đầu nó hồi lại. Nhưng nó cũng cho ta có một cái dấu hiệu là thị trường chuẩn bị hồi giá được các anh chị. Có khả năng. Và nhưng mà cây pin 3 này yếu bởi vì râu nến nó không nó được, không đủ, không à, đúng không anh? Chưa có được 1/3. Ủa giống hai anh em mình giống bình luận viên bóng đá quá. Vậy các anh chị cho hai bình luận viên bóng đá một tràng vỗ tay. Này thì FOMO nghĩ rằng chúng ta phải đợi thêm một hai cái lượt tới thì chúng ta sẽ có thông tin cụ thể hơn. Vì giá vẫn xuống, có chuyện nó đang hình thành trend trên sân. Và nó đang test ở mức cản 23.9. Đúng không ạ? Chúng ta cứ cần thêm cái thông tin. Bắt đầu hình thành thêm một cái nến gần như là cái nến pin 3 nhỏ mà hình. Nó giống như nến doji này, thiên về doji, thiên về doji chưa xác lập rõ xu hướng.
có nghĩa là đang chuẩn bị dàn co, chuẩn bị xuất hiện là một cái chiều bay, một sale rõ ràng hơn. Bởi vì bây giờ là đang ở đây là đang xác lập một cái cản dưới, một cái cản hỗ trợ mới các anh chị ha. Thì nếu như lực bán, lực sale không đủ mạnh thì khả năng nó hồi lại rất là cao. Nhưng mà chưa đủ cơ sở để mình vào lệnh, bởi vì là pin 3 cũng còn khá là yếu. À, đang có tín hiệu buy, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không loại trừ đây là tín hiệu pha cây, một cú lừa giả đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần rõ hơn về xu hướng buy nó tăng trở lại thì chúng ta mới vào lệnh, được không các anh chị? Pha cây là cái mô hình mà gọi là cá mập săn mồi đó các anh chị. Tức là thí dụ như hai nến xanh này nè, thông thường mình cứ nghĩ là giá đã hồi về buy mình mua, nhưng mà chưa chắc, có thể những giây cuối nó lại giống một cây sell xuống, và hầu như tất cả các trader họ bị là bị ở cái điểm này các anh chị ha, rất là nguy hiểm đó. Chính xác là như vậy luôn, chị thấy không ạ? Nếu như khi nãy mà chúng ta hai anh em bật chợp á, dính chưởng ngay, bị cá mập cắn là cá mập đớp ngay. Thì đây là một cái bí mật nha các anh chị nha, hầu như là không biết cái này là rất là nguy hiểm, mà chết là những cái điểm này. Thông tin từ 203.9 nó cũng là một cái cản khá ổn các anh chị, một cái cản hỗ trợ khá ổn. Nãy giờ là nó chạm đây nó nảy cũng nó test được vài lần. Mà giá thì chắc sẽ không bứt được xuống cái cản này. Một cái nến pha cây quá rõ luôn. Khi chúng ta giao dịch live với nhau nhiều thì những cái tín hiệu thực tế trên thị trường á, thì giúp các anh chị chúng ta ôn lại những gì chúng ta học nó dễ hơn đúng không ạ? Đây đó, bây giờ các anh chị thấy là nó không phá được cản các anh chị ha. Tức là nó đang nằm trong cái phạm vi được gọi là vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ nó đang khá mạnh và không phá được cái cản dưới, thì xu hướng có khả năng là nó sẽ thị trường diễn biến nó sẽ tăng lại. Thì mình cứ theo dõi thêm một vài tín hiệu. Đang các anh chị thấy chúng ta đang có nhịp thị trường bật cản ở đây hai tín hiệu rồi. Một cái vừa rồi mà cách một cách đó hai lệnh các anh chị. Thì khi mà trong cái report thì chúng ta nên note lại cái điểm cản này. Các anh chị lưu ý là khi mình giao dịch á, không phải lệnh nào mình cũng giao dịch nha các anh chị nha. Có nhiều anh chị á, là vào là cứ thấy cái nào là cũng đánh hết thì nó không chính xác. Một ngày á, có thể là mình chỉ cần giao dịch đâu là chừng 5 lệnh, 10 lệnh thôi, nhưng mà gọi là phải nói là tỷ lệ thắng phải cao. Tức là mình phải thấy rất là rõ những cái tín hiệu thì mình mới vào lệnh. Thì như vậy mới đảm bảo cái xác suất của các anh chị. Một cái tín hiệu pha cây lần 2. Đó là gọi là hai cú lừa. Hồi nãy là coi như là mình trong đá banh là nó chơi vòng giò, nãy vòng giò trái, giờ vòng giò phải đó. Trong đá banh là qua mặt hậu vệ. Khi mà hồi nãy mình nhìn trong một cái khung cản ngắn á, khung giá ngắn á, thì các anh chị thấy mình đang dự đoán xu hướng tăng. Nhưng mà các anh chị thấy không, khi bây giờ bắt đầu giá nó thua lại đó, thì các anh chị thấy là cái xu hướng hồi nãy là xu hướng nhỏ trong một xu hướng dài, nó sẽ không chính xác. Bắt buộc chúng ta phải ngồi chúng ta xem như thế này nè, phải mất thời gian thì các anh chị mới nhận được xu hướng thị trường đang như thế nào. Thật ra ở một xu hướng dài á, thì thị trường đang giằng co các anh chị. Đây là một thị trường mà nó chưa xác lập rõ là buy hay sell đâu, bởi vì cái thời gian tính từng phút thì nó rất ngắn và nó đang trong khía cạnh là thị trường đang giằng co. Các chị thấy khi chúng ta ngồi chúng ta giao dịch live chung với nhau, các chị thấy lịch sử nó đang giống giống nhau đúng không ạ? Nó có những cái điểm mà chúng ta thấy được từ anh Trường đó không ạ? Anh thị trường á, nghĩa là đây là những cái mà khi chúng ta hiểu chúng ta sẽ đọc được thông tin từ nó. FOMO hay gọi nó là đối thoại với anh Trường á, nghĩa là khi bắt đầu mình quen thì mình sẽ có được cái nhìn nó rõ ràng hơn và sâu sắc hơn, gọi là nhân nến hợp nhất. Và cái nhịp thị trường hiện tại thì các chị thấy rõ ràng tín hiệu nó đang đi sideways, test cản rất là nhiều và rất là nhiều xu hướng ở phía trên của cản, thì có phải là hình thành xu hướng bật cản trở lên, nhưng nó chưa đủ yếu tố để nó có thể hình thành xu hướng buy trở lại. Chúng ta đang đợi thêm những tín hiệu từ nến rõ ràng hơn, từ giá thực tế rõ ràng hơn, để chúng ta có thể vào xu hướng buy. Bây giờ là các anh chị thấy đang hình thành ra một cái mô hình mới, mô hình ba cây nến. Nãy nhân FOMO nói là cả nhà thương nhau ấy. Trong thuật ngữ thì gọi là ba chàng lính ngự lâm.
là ba cây nến xanh liên tiếp và cây nến sau dài hơn cây nến trước, cao hơn cây nến trước các anh chị ha. Thì nó sẽ có khả năng đảo chiều. Nhưng mà một lần nữa chúng ta lại thấy là thị trường á, là bên lực sale vẫn còn rất là mạnh và nó lại tiếp tục là một cái cú lừa. Thì những ai mà chúng ta vừa rồi chúng ta đánh buy á, nó cũng rất rủi ro. Nhưng mà trong nhiều thị trường này các chị thấy trong lịch sử nó có hai nhịp nến bắt đầu có một lần pha cây đúng không ạ? Nhưng lần này chúng ta thấy ba cái nhịp nến một lần pha cây, thì tín hiệu này rõ ràng là lực buy bắt đầu nó khởi sắc hơn rồi đúng không anh chị? Mạnh hơn, buy đang mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà đã là một trader thì cái khung giờ này đó các anh chị thấy là với nến đi như kiểu này đó, dàn co như kiểu này đó, cũng rất khó để các anh chị chúng ta vào lệnh. Bởi vì sao ạ? Nó không xác lập một xu hướng rõ ràng, nó đang ở khung xu hướng là sideways. Và bằng chứng là các anh chị thấy là nó đã diễn ra hai mô hình pha cây cá mập sang mồi rồi. Thì đối với chúng tôi nếu như mà về khung giờ này thì tôi không chơi đâu các anh chị. Nó thị trường như thế này là không phải một thị trường lý tưởng để mình vào lệnh. Nhưng mà đây chúng ta sẽ demo xem trực tiếp phân tích để các anh chị chúng ta hiểu ha, để biết nhận định thế nào là một thị trường nó êm, một thị trường thế nào là nó sideways, hoặc là một thị trường nào là đi theo trend. Chúng ta vẫn đợi thêm những cái thông tin từ anh Trường. Này giống như thế trận của chắc là giống Liverpool với Barcelona đó. Đầu tiên là Barcelona ép sân quá, nhưng mà ông Liverpool là đang có dấu hiệu khởi sắc, đang đi mạch lạc hơn. Dạ, đang đá ép sân hả? Nãy giờ đang bị ép sân, đang bị sell ép sân. Thế trận đang giằng co. Xuất hiện nến Doji. Doji thông báo một cái thị trường chuẩn bị có khởi sắc đổi chiều đây. Doji là nến Doji là nến mà thế trận đang ngang ngửa các anh chị. Buy sell, lực buy sell đang ngang nhau thì nó thành một cái nến Doji. Tức là thân ở giữa và hai râu nến hai trên dưới bằng nhau. Sau đó là một cái pin 3, pin 3 là pin 3 giảm, chứng tỏ là lực sell còn rất là mạnh và nó vừa ép lực buy. Thì có vẻ như là buy là đang muốn tăng nhưng mà ngóc đầu lên không nổi. Vừa ngóc đầu lên một xíu là bị ông sale ông tát cho một cú rồi. Thì nó là con gấu mà. Vừa định ngóc đầu lên là gặp con gấu nó tát cho một phát. Là buy đang tốt lên lại. Có dấu hiệu hơn ha. Rồi. Chúng ta sẽ vào lệnh buy nhịp thị trường này nha các anh chị. Thì dựa trên những gì phân tích đó các anh chị, nãy giờ là giống như anh FOMO đã chia sẻ là giá nó đã test cản được này là 4 lần rồi. Tức là 4 lần xuống cái cản dưới ở giá là 203.9, nhưng mà nó không phá cản được và nó dôi lên lại. Thì nó đang xác lập lại một xu hướng tăng trở lại các anh chị, nhưng mà đã bị test 3 lần bởi vì mô hình pha cây rồi. Nhưng bây giờ ở đầu là có khởi sắc thì chúng ta tiếp tục. Khởi sắc chúng ta đã thấy được một cái nến pin 3 xanh này. Rồi sau đó là ở đầu là nến nó có dấu hiệu nó tăng. Một nến pin 3 xanh, một nến pin 3 đất báo hiệu đổi đảo chiều cộng với lực nến toàn trên cản và xu hướng tăng dần thì lực tăng nó sẽ tốt hơn. Ok, win. Ghi bàn. Rồi, cảm ơn anh Trường. Ok, các anh chị rất là rõ các anh chị ha. Với cái mô hình này mà nếu như mà cái order vừa rồi á mà lose thì chắc là chúng ta ngưng luôn, chúng ta chả chơi trong cái thời điểm này được. Nhưng mà rõ ràng là tín hiệu, tất cả tín hiệu đều ủng hộ vào lệnh buy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đợi thông tin tiếp theo đúng không ạ? Tại vì thị trường đang ở một cái điểm cản khá cao, 204.1 đúng không ạ? Và lực nến nó đang có một cái nến pin 3 nhỏ, pin 3 bay. Các chị thấy nó báo hiệu là một cái lực bay nó bắt đầu nó yếu rồi.
chúng ta cần phải xác định một cái xu hướng rõ ràng hơn để chúng ta có thể vào lệnh thị trường. À, với cái thị trường hôm nay á, là thị trường đang giằng co, cho nên đó là chúng tôi chỉ đánh đúng 5 lệnh thôi các anh chị ha, thắng hay thua gì thì cũng sẽ ngưng. Bởi vì là nếu như chúng ta ngồi chơi nó sẽ tới tối luôn á. Với cái đà này nó rất là tín hiệu vào lệnh, nó rất là yếu và rất là chậm. Cho nên là cứ đúng 5 lệnh thôi, nãy giờ là win 2 rồi, thì chúng ta còn 3 lệnh nữa. Nếu như mà anh chị mà tự giao dịch đó, mà mình ngồi mình tự phân tích như vậy á, thì tôi đảm bảo các anh chị là cái tỷ lệ win rate các anh chị nó sẽ cao. Còn nếu tại vì chúng ta hay vào một cách cảm tính quá các anh chị ha, thì chúng ta dễ bị mất những cái cú lừa ngay đây. Đây, pha cây là cá mập sang mồi đó, là các anh chị bị những điểm này. Thật ra nếu như các anh chị phân tích thì chúng ta sẽ có cơ tốt hơn để chúng ta vào lệnh. Kế tiếp tục đợi chờ là hạnh phúc. Hôm nay thì thị trường sale hơi bị mạnh so với buy. Rồi, được buy bắt đầu rõ ha. Không, đây có thể là một cái khoa cây tiếp theo đó. Trong những giây cuối có khả năng nó sẽ hồi này. Đang giằng co. Ok. Phá cản. Nó về gần lại cái nhịp cản lúc đầu chúng ta vào các chị ha. Về bằng chúng ta đang thấy có hiện tượng test thị trường, test cản ở đây. Mình sẽ xem giá nó bứt luôn hay nó sẽ giằng co cái điểm này. Rồi, giá phá cản rồi đó, là dấu hiệu là buy đang hồi trở lại. Thường mà sau cái mô hình cá mập săn mồi á các anh chị, hay là pha cây đó, thì là xu hướng nó sẽ diễn biến theo cái nến cuối cùng đó. Như các anh chị thấy là đang là một nến xanh thì xuống hai cái nến đỏ. Thì chúng ta hay dễ bị mắc lừa là chúng ta nghĩ là xu hướng sale nó quay đầu thì mình sẽ đánh nến đỏ, nhưng mà các anh chị thấy rõ ràng là nó quay ngược lại một cây xanh rất là dài. Thì sau đó thì xu hướng thị trường sẽ đi theo cái nến xanh, nó sẽ tăng luôn các anh chị ha. Thì đây là một cái dấu hiệu để mình nhận định về pha kê. Anh chị thấy có nến bài bắt đầu nhỏ dần đúng không ạ? Giá chúng ta lên vượt ngưỡng nó quá cao so với điểm lịch sử rồi. Chúng ta sẽ vào tiếp một cái lệnh buy ở đây nha các anh chị. Mô hình nến thì các anh chị thấy nó có nhiều hơn ba chàng lính cừ lâm rồi đúng không ạ? Có thêm một cô cháu đi theo, cả nhà thương nhau dắt thêm một đứa nữa rồi. Và lực nến buy cuối cùng các anh chị thấy nó vẫn cao, độ dày pip nó vẫn cao hơn cái lực nến kế cận của nó. Và xu hướng này thì trend buy vẫn có. Đang ở một xu hướng buy cho nên đánh lực buy nha các anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là giữa những cái nến buy á, nó vẫn có những cái nến doji và pin ba nhỏ. Thành ra đây là một cái nến, nhưng mà tỷ lệ buy á, nó sẽ chiếm khoảng đâu đó khoảng chừng 60%, 40% nó vẫn có thể ra sell. Thì mình cứ chờ đợi tín hiệu các anh chị ha. Còn những giây cuối cùng. Win. Cháy. Thổi. Ok rồi. Lose, 2 win 1 lose. Nó là một cây nến nhá hàng rõ ràng rất là nhỏ các chị. Đó, nến lừa rõ ràng đúng không? Một cái mô hình cá mập săn mồi tiếp theo luôn. Tiếp tục quan sát và chờ đợi.
mỗi cái khung nhịp thị trường khác nhau thì chúng ta sẽ đọc được nhiều cái thông tin khác nhau ở đó anh chị. Với một cái thông tin trên màn hình giao dịch thì các chị thấy chúng ta sẽ có đủ hết thông tin, có thời gian, có giá, có cản, có khối lượng, đúng không ạ? Và khi chúng ta đọc được những thông tin này, chúng ta sẽ biết thị trường đang cho chúng ta những thông tin gì đó nó cụ thể như thế nào để chúng ta có thể vào lệnh thị trường tốt. Nên tất cả những cái diễn biến thì khi các chị có một cái file, có một cuốn sổ thì các chị nên note ra. Cái nãy mà vừa rồi với lại cái nến mà chúng ta close một lần đó các anh chị, tỷ lệ 2-1 á, thì ở đây có anh chị nào có cái bài học gì rút ra không ạ? À? Vì sao mà cái lệnh vừa rồi á nó không win? Giờ anh Ngân đi, anh Ngân ví dụ như là vừa rồi á, vừa rồi lệnh mà lose 10 đô á, đó thì bài học mình rút ra đây là gì? Không hấp tấp quá. Bài học em rút ra thì nhất là không hấp tấp quá, mà lại phải xem lại cái lịch sử mà mình đã nốt lại. Cũng như giống như anh nói là phải tìm thêm lý do mình không vào lệnh, chỉ để mình hay hấp tấp là mình sẽ bỏ qua một số cái điểm mấu chốt và mình vào lệnh thì nó sẽ dẫn đến thua. Rồi. Lệnh này thì theo xu hướng bật cản và xu hướng sell đang hình thành thì chúng ta sẽ vào một lệnh sell ở đây các chị. Hai yếu tố, một là yếu tố cản, chạm cản và sau đó giá quay đầu các anh chị ha, và nó đã xác lập hai cái nến sell rồi để làm một cái xác định xu hướng. Và nếu như đây là một cái nến sell nữa thì nó đang diễn ra mô hình là ba con quả đen, đó là ba cái nến liên tiếp á, hay còn gọi là cả nhà thương nhau hay là ba con nến lung linh á, thì theo như cái mô hình price action á, với ba cái xu hướng nến giảm á, thì cái nến thứ tư á, nó sẽ xác lập được cái xu hướng giảm. Thì do đó thì quyết định sell và mình sẽ xem cái diễn biến nó như thế nào. Ok, nó sell rất là mạnh. Rồi, một lệnh win tiếp theo. Tỷ số hiện nay là 3-1 nghiêng về Barcelona. Nghiêng về con gấu. Đang có hình thành cái mô hình vai đầu vai, cái thị trường bắt đầu đổi sell mạnh như các anh chị. Tưởng sell rất là tốt. Anh và một phân tích xíu thêm về vai đầu vai đi để cho chị hiểu. Các chị thấy khi mà vai đầu vai, các chị thấy nhìn cái đường lượng thị trường các chị, nó giống như là một cái người á, vai đầu xuống, vai xuống tay lại, các chị thấy không ạ? Mình nhìn nè, thấy không? Thấy cái đường không ạ? Bắt đầu là nó đi cái trend xuống trở lại, thì cái mô hình này là xu hướng sell nó hình thành rõ hơn rất là nhiều. Mấy anh chị xem livestream á, mình ghi vô vào nha. Mình ghi là tỷ số hiện nay là đang là 3-1. Comment các anh chị ha để có sự tương tác. Thấy có nhiều anh chị theo dõi nhưng mà mình không có sự tương tác ở trong comment. Một cái điều nữa là thì nhiều bạn, khi có nhiều bạn có yêu cầu thì qua lễ mỗi buổi sáng thì Phamo sẽ ngồi cà phê ở một cái địa điểm trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ nhắn lên trên các group, thì bạn nào mà chúng ta có thời gian phù hợp thì chúng ta sẽ ra cà phê chung, chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn về thị trường, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân tích chung với nhau. Thì dự kiến hàng ngày sẽ từ khoảng từ 7:30 đến 10 giờ sáng hàng ngày các chị ha. Ngoài trừ những cái lúc mà FOMO có việc thì vẫn còn những cái bạn khác chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau để chúng ta có thể nâng cao cái phản xạ thị trường chúng ta tốt hơn, và cũng nhằm giúp cho tất cả các chị chúng ta hiểu rõ hơn về kiến thức, đúng không? Thì thông tin này thì ở trên Facebook của Phamo có thông tin đăng ký ha, các anh chị có thể để lại thông tin ở đó để các bạn hỗ trợ có thể nhắn địa điểm, đúng không ạ? Cái thông tin vừa rồi anh Phamo cung cấp rất tuyệt cho các anh chị. Nếu như mà mình giao dịch chung nè, mình phân tích chung như thế này nè, thì các anh chị thấy là nãy giờ các anh chị học được nhiều mà, học được rất là nhiều, đúng không ạ? Thì mình nên tương tác. Thật ra khi mình mới vào thị trường này á, các anh chị nên xác định 2 năm đầu tiên là 2 năm mà mình học là chính các chị ha, lợi nhuận cũng sẽ kiếm được, nhưng mà ngược lại kiến thức nó là vô giá các anh chị, bởi vì khi các chị có kiến thức này, các anh chị nuôi sống mình suốt đời các anh chị. Mình trade là mình, nếu mình có một cái tỷ lệ một tháng các anh chị kiếm chừng 500-1000 không khó các anh chị, nhưng mà số lương nó bằng lương của một người đi làm một công ty nước ngoài rồi. Rất mạng quá. Các chị để ý là hiện tại thị trường nó đang lại về là cái cản 204 rồi các chị, nó đang lại test cản ở đây,
thì đây là mà cái điểm mà hồi nãy chúng ta dịch nãy á, chúng ta có note lại là đây là một cái cản cứng đúng không ạ, một cái cản tốt. Trong cái cách đây vài vài nhịp thị trường á, chúng ta có note với thông tin đúng không ạ, một cái cản dưới nó khá ổn, chúng ta sẽ chờ đợi xem là hiện tại nó có xuyên cản đi xuống cái điểm dưới không, trong khi cái mô hình BRY nó đang hình thành mạnh như vậy. Một lệnh cuối cùng gì nha, chúng ta sẽ vào một cái lệnh sell luôn các chị. Lệnh sell cuối cùng lose hay là win cũng đều ngừng lại, bởi vì thời gian mình nó cũng đã hết rồi. Các chị thấy không ạ, mô hình trend sell mạnh nè, nến sell bắt đầu nhiều và chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái lệnh sell ở đây. Nến dưới cản ha, nến dưới cản mà vẫn bị lực nến bài, vẫn bị một cái lực ép xuống dưới, nó bài chưa còn những dây cuối thì mình cứ xem, đôi khi là những phép thử của thị trường. Ok rồi, một chiến thắng quá đẹp luôn, một bàn thắng ngoạn ngôn. Ok, tỷ lệ là 4-1. Live stream bị rớt mạng. Live stream bị rớt mạng hả? Ủa cái điện thoại ở bên kia anh Phong Môn còn vào được không? Còn anh ạ. Rồi. Ok. Ok. Rồi. Rồi mở đèn lại lên các bạn. Post lên. Các bạn thấy khi mà chúng ta thực hành trên thị trường live á, chúng ta ôn lại kiến thức thấy nó dễ, rất dễ các anh chị. Rất dễ đúng không ạ? Và chúng ta có cái cơ sở hơn để chúng ta nhận định thị trường đúng không ạ? Và chúng ta thấy khi mà chúng ta có những tín hiệu thị trường tốt nhất như là năm cái tín hiệu như FOMO chia sẻ, các anh chị thấy đúng không ạ? Và chúng ta thấy có những xu hướng nó hình thành rõ và mạnh như vậy, chúng ta chỉ có việc là action thôi, đúng như cái tên phương pháp giao dịch. Thì khi thấy price, thấy giá tốt, chúng ta chỉ có việc còn lại là action thôi. Đúng các anh chị? Thì qua lễ là thứ ba thì FOMO sẽ hẹn gặp lại các chị ha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cà phê mỗi buổi sáng, đúng không? Là từ khoảng 7 rưỡi đến 10 giờ hàng ngày ha. Ngoại trừ những cái việc cái thời gian mà FOMO có công việc á thì sẽ nhắn trước các bạn, nhưng mà ở đó thì sẽ có rất là nhiều bạn, chúng ta ngồi đó chúng ta giao dịch thì các anh chị có thể ra, các anh chị học hỏi, chia sẻ lẫn nhau, được các anh chị? Thì FOMO tin rằng trong một khoảng thời gian ngắn nữa thì cái khả năng mà phân tích thị trường các anh chị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Quan trọng, không quan trọng là chúng ta phải vào lệnh nhiều, đúng không ạ? Chúng ta khi chúng ta có những phương pháp cụ thể, chúng ta vào lệnh nó, khi các chị mở như cái lịch sử giao dịch mình ra, thấy lệnh nó ít, nhưng lệnh nào lệnh đó nó tốt, nó chất lượng hơn, nó có lợi nhuận ổn hơn, đúng không ạ? Quan trọng của nhà đầu tư nó vẫn là một cái gì đó nó có lợi nhuận bền. Và chúc mừng tất cả các chị ha, ngày hôm nay chúng ta vừa offline vừa livestream có một cái khoản lợi nhuận nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hy vọng ngày hôm nay là các anh chị học được rất là nhiều kiến thức, từ những kiến thức cơ bản cho đến là việc giao dịch trực tiếp trên thị trường. Và tôi nghĩ là những kiến thức này sẽ giúp cho các anh chị như này, nãy giờ là dù như tỷ lệ mình thắng 4 là mình được 40 đô đúng không ạ? Mình được 40 đô lợi nhuận các anh chị, mà mới nãy giờ có một tiếng 30 phút, mà các anh chị chúng ta được quy ra tiền Việt là 1 triệu đồng, ngồi 1 tiếng đồng hồ 30 phút được 1 triệu đồng, thì các anh chị một ngày mà các anh chị làm đúng như vậy thôi thì các anh chị được là 30 triệu đồng rồi, là gần 1.500 đô. Thì mình làm cái công việc gì bên ngoài mà được cái số tiền nó như vậy các anh chị ha, rất là khó. Thành ra đây là một cái ngành nghề rất là tuyệt vời, và tôi nghĩ là các anh chị chúng ta có thể nên đào sâu học hỏi nghiên cứu đó, và mình tạo thêm một kênh thu nhập cho mình, rất tuyệt vời các anh chị. Hôm nay là chúng tôi đã minh chứng cho cái điều này bằng giao dịch thực tế rồi, và nếu như chúng tôi làm được thì các anh chị rèn luyện chúng ta sẽ làm được thôi. Rồi, một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi, đã ủng hộ offline ngày hôm nay. Các anh chị thấy buổi chia sẻ ngày hôm nay có tuyệt vời không ạ? Có hào hứng không ạ? Và bao nhiêu con số các anh chị ở đây, chúng ta mong muốn chúng ta sẽ được đồng hành cùng với hai chuyên gia của chúng ta, cùng với các anh chị đồng đội ở đây, với team để mình tiến xa và mình sẽ là trở thành một chuyên gia giống như các anh. Bao nhiêu các anh chị mong muốn điều này, vui lòng giơ tay và nói. Tôi. Và rất là tuyệt vời. Và
để cảm ơn hai anh thì rất là mong các anh chị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa, một lần nữa cảm ơn các anh nha. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và trước Đào sẽ tổng kết lại một chút xíu những cái gì mà ngày hôm nay, suốt cả buổi chiều nay thì hai anh đã chia sẻ cái mà Đào học được, Đào đúc kết được á, để mà với những người mới, chúng ta vừa mới bắt đầu với cái thị trường SP500 này thì thật sự Đào thấy là nó cũng khá là đơn giản với một người mới. Cái mà Leo vừa chia sẻ đó là đầu tiên là cái tâm lý, thị trường này là chiến thắng cái tâm lý của mình, nó chiếm 75%. Thì với những người mới, việc đầu tiên của chúng ta làm là trong suốt quá trình hai anh chia sẻ, Đào đúc kết ra một số cái các anh chị về, chỉ cần các anh chị áp dụng mỗi ngày đều đặn như vậy là Đào tin chắc rằng là các anh chị cũng sẽ đạt được những cái thành tựu riêng cho mình. Thứ nhất là mỗi một ngày các anh chị cố định mà được, chúng ta chọn một cái thị trường mà cho phù hợp, chọn một cái phương pháp cho mình cho phù hợp. Và mỗi một ngày trước khi mà chúng ta giao dịch, chúng ta phải ngồi quan sát thị trường ít nhất là từ 15 đến 30 phút, ít nhất là 15 phút. Vì này rất là khó, thật sự rất là khó. Bản thân Đào đã trải nghiệm rất là khó. Nhưng mà khi mà mình đã làm được mỗi ngày đều đặn như vậy thì bây giờ mình bắt đầu có một cái số kết quả nhất định, là ít nhất mỗi một ngày đều đặn mình đều giao dịch được khoảng tầm 10 đô với khoảng 15 đến 30 phút ngồi giao dịch như thế. Và các anh chị lựa chọn cho mình một phương pháp. Và cái quan trọng đó là chúng ta ngồi giao dịch cùng với nhau, tất cả những cái kiến thức về tâm lý với những người mới thì nó rất là khó, nên là cần phải có đồng đội. Thì anh FOMO cũng có nói là tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ lễ với gia đình, người thân của mình. Và thứ ba thì chúng ta sẽ offline, thì cái thông tin offline sẽ nhắn vào trên group. Như anh chị nào mà chưa có trong group thì các anh chị có thể liên hệ với người mời của chúng ta đến đây ngày hôm nay để chúng ta vào group để tham gia, để xem những cái lịch và có cập nhật một số những cái thông tin cần thiết, những cái bài học nào đó trên group của mình các anh chị nha. Cái một cái chia sẻ cuối cùng thôi là ở đây thì các anh chị, có anh chị nào mình vừa rồi mình học khóa người nam châm không ạ? Cái các anh chị nào chưa tham dự à? Có một số anh chị ha. Thì những anh chị nào chưa tham dự á thì mình nên tham dự vào trong ngày 21 tháng 9 sẽ là người nam châm khóa 2. Thì đây là một cái buổi học rất là tuyệt vời. Những anh chị nào đã tham dự rồi thì mình đã biết rồi. Và các anh chị hầu như những ai học người nam châm rồi á, khi mình học xong rồi mình ra mình lại tiếp cận về cái thị trường giao dịch tài chính này á, lại mình lại có một cái khởi đầu rất là tốt. Bởi vì mình có được một cái tâm lý giao dịch tốt nè, mình có một cái tinh thần rất là tốt khi mình tham gia vào thị trường. Thành ra cái người ta nói rằng cái việc làm giàu á các anh chị, về thành công á, nó phải đến từ bên trong. Tất cả những cái này là công cụ thôi, là cái giải pháp thôi, nhưng mà giải quyết từ cái gốc rễ của mình đó các anh chị, từ trong căn nguyên á, thì là cái điều quan trọng. Thành ra là các anh chị nào mình chưa đăng ký học người nam châm thì các anh chị phải nên tham gia vào ngày 24 tháng 9 tới, thì chắc chắn là cái quá trình thành công các anh chị dễ hơn. À, tiếp theo là những anh chị đã tham dự người nam châm á, thì cuối tuần này ngày 7, ngày 8 á, sẽ là tuần sau á, sẽ là chương trình người giao hàng, là một chương trình nâng cao, nó rất là đỉnh cao các anh chị, cực kỳ tuyệt vời. Và dĩ nhiên những anh chị nào mà đã học hai cái lớp hai ngày này rồi á, thì mình sẽ hoàn toàn mình thay đổi cái nhìn nhận của mình về trong những công việc kinh doanh. Mình sẽ nhìn được cái bản chất của thị trường, mình sẽ không bị những cái như nãy Leo nói là về tài chính á, hầu như là thị trường sẽ tô vẽ nhiều cái kiến thức nó không cần thiết. Nó tô vẽ nhiều thông tin trái chiều để mục đích làm các anh chị bối rối. Nhưng nếu như mà mình nhìn nhận cái bản chất của không chỉ kinh doanh, của tài chính mà của tất cả những cái thứ trong cuộc sống á, thì các anh chị chúng ta sẽ có được một cái sự thay đổi rất là lớn trong tâm thức của mình. Và điều đó giúp cho các anh chị thành công một cách nó nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thành ra là các anh chị nên tham gia người giao hàng, nếu đã tham gia người nam châm rồi, để mình tiếp tục cái quá trình để mình phát triển của mình trong tâm thức của mình. Một cái thông tin chia sẻ thêm các anh chị, với cái kinh nghiệm là một người đã từng bị, mình gọi là bị áp dụng, nghĩa là mình vô tình được người thầy của mình là hướng dẫn sử dụng những kiến thức của kinh Kim Cang Tây Tạng các anh chị và cuộc sống hàng ngày. Và đến thời điểm hiện tại thì không ai biết rằng những kiến thức đó là từ cái chương trình Tu Phước Tâm Kinh của người nam châm. Thì nó sẽ giúp các chị làm thế nào để biến bản thân mình thành một cái thỏi nam châm, để mình có thể hút bất cứ cái gì mình muốn. Tiền bạc, sức khỏe, danh vọng, địa vị, hay bất cứ gì mình mong muốn, coi là mình muốn cái gì thì mình sẽ hút cái đó về phía mình. Và bản thân FOMO thì khi mà
xem lại những cái bài post Facebook mình cách đây nhiều năm các chị, thì có một cái câu nói mà FOMO vẫn sử dụng trước giờ, tôi là năm trăm phút tiền. Và mình cũng thực sự rất là hạnh phúc đến bây giờ, thì những cái kiến thức đó nó biến mình thành một cái 500, và mình bắt đầu mình hút được nhiều thứ như vậy. Và FOMO tin rằng cái chương trình Người 500 nó sẽ giúp cho tất cả các anh chị sẽ có những kiến thức tuyệt vời hơn đến từ bên trong, đến từ tâm của tất cả các anh chị, để các anh chị có thể thay đổi và có thể hút được mọi thứ các anh chị mong muốn. Và đặc biệt thì cái chương trình này thì nó hoàn toàn miễn phí các anh chị, hoàn toàn miễn phí. Các anh chị chỉ cần là chúng ta đóng 500.000 cái tiền gọi là đạo cụ thực hành, chi phí hội trường của chính bản thân chúng ta khi chúng ta học trong chương trình, thì chúng ta sẽ có một cái phần mà chúng ta thực hành liên tục. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái đồ thực hành đó để các anh chị học nó tốt hơn, đúng không ạ? Và vậy đây là cái buổi offline cũng như livestream sẽ kết thúc tại đây ha. Xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào cái buổi offline livestream lần sau. Chúc cả nhà chúng ta nghỉ lễ hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Hẹn gặp lại vào thứ ba. Đúng không? Em một lần nữa cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị sau. Các anh chị cho một tay thật lớn nữa.